Chương 621, chủ tướng chạy trước. Bên ngoài hồ lô quang, mấy trăm con chiều trạch trùng kia không thể thu hồi lại được nữa. Chiều trạch trùng không có cách nào chui qua cái hồng cây đàn hương nên chỉ có thể ở lại trong đầm lầy. Nhưng điều này cũng không sao. Chân tên cha truyền chiều cổ trùng có khả năng sinh sản. Cho dù chỉ còn lại một con chiều trạch trùng, cừu các cũng có thể nhanh chóng nhân rông thành hàng ngàn hàng vạn. Chỉ là tiêu hao một ít nguyên liệu và bạch ngân chân nguyên mà thôi. Chiều chạch trùng không kén ăn, thịt tươi, thịt thối, thịt ôi thiêu thậm chí khi đói chúng còn có thể ăn phân và bùn nhão cửu cát ngồi trên giường của tướng quân dồn toàn lực khống chế và cảm ứng chiều trạch trùng dưới lòng đất có một mật thất đồ đạc trong mật thất đều đầy đủ thì ra không phải là một căn phòng đơn lẻ mà là một động phủ ngầm được tạo thành từ dân nhiều mật thân trong động phủ ngầm không chỉ có nhiều phòng luyện công và phòng ngủ mà còn có phòng luyện đan phòng luyện khí phòng chứa đổ thậm chí còn có cả phòng linh thú trong phòng linh thú có rất nhiều thứ hôi thăm tức chừng là vân và thức ăn thừa chiều trạch trùng nhao nhao lao vào Ăn ngấu nghiền cùng lúc đó cửu các giật mình kinh hãi trong cảm ứng của triều cổ trùng vậy mà có một con triều trạch trùng bị dâm chết mà con triều trạch trùng bị giãm chết nắm ở dưới hồ lô quan vùng đầm lầy bên ngoài hồ lô quan chớ nói chỉ là yêu thú ngay cả động vật lớn hơn không hề có yêu thú đều có ý thức lãnh thổ tuyệt đôi sẽ không chạy loạn con triều trạch trùng ở bên ngoài đầm lầy bị một cước dâm chết chẳng lẽ có kẻ xâm nhập con triều trạch trùng thứ hai cũng bị dâm chết tiếp theo là con thứ ba điều này có nghĩa là gì điều này có nghĩa là có rất nhiều kẻ xâm nhập bọn chúng dày đặc cho nên mới dâm chết nhiều chiều trạch chung như vậy lúc này không rút lui còn chờ đến bao giờ cừu cát không chút do so dự nhảy vào trong hang động đồng thời dùng thuật pháp hư không mượn lực đóng cửa hô lại hồ lô quan một luồng sáng bay xuống mịch một nam tử đầu tóc bù xù cố ý dẫm trên một con chiều trạch chung tên nam tử đó không chỉ thích dâm chết chiều trạch chung mà còn thích dâm chết những con côn trùng nhỏ khác dâm một cái chết một con chơi đùa vui vẻ vô cùng vừa chơi vừa phát ra tiếng cười quái dị tiếp theo một luồng sáng khác bay xuồng. đáp xuồng bên cạnh tên nam tử đầu tóc bù xù kia ngô sáng biến mất bên cạnh là một lão già dâu tóc bạc phơ lão già tóc bạc cung kính cúi người hành lễ với tên nam tử đầu tóc bù xù nói thực hồn tiên tôn nơi này chính là hổ lô quan ha 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 tên nam tử đầu tóc bù xù này chính là một trong ba đại yêu vương của mông trạch thực hồn yêu vương lúc này thực hồn yêu vương hoàn toàn chìm đăm trong thú vui dầm chết côn trùng một cước rồi lại một cước giáng chết bảy tám con côn trùng nhỏ chung quanh tực hồn yêu vương đột nhiên ngứng đấu trong hông mắt trái bò ra một con trùng dài màu xanh lang con trùng đó có hai con ngươi màu đỏ tươi miệng dữ tợn con trùng chui ra khỏi hốc mắt uy áp mạnh mẽ tỏ ra tất cả côn trùng nhỏ trong đầm lây đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn ngay cả lão già dâu tóc bạc phơ cũng phải cao mày lùi lại mấy bước Lúc ngu xuẩn còn không mau thả xương mùi tên nam tử đầu tóc bù xù quát lớn lão già râu tóc bạc phơ giật giật khóe miệng tực hồn yêu vương tính tình cổ quái hỉ nộ vô thường trong miệng vĩnh viên không nói một câu thật lòng quả nhiên là vậy vậy mà lại gọi mình là lũ ngu xuẩn lão già râu tóc bạc phơ không dám cãi lại hít sông một hơi thúc giục quỷ vũ cổ sương mù dày đặc như nước lũ bao phủ về phía hồ lô quan ha 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 thực hồn yêu vương cười quái dị hóa thành một lổ sáng ngần như vô hình bay lên trên tường thành trên tường thành trịnh thế thánh đang canh gác rồng như người dông đứng im bất động chớp mắt nhìn một con trùng màu xanh lam chui vào hốc mặt mình trịnh thế thánh co giật toàn thân lã sủ đất Bố. con trùng màu xanh lam dính máu chui ngược trở lại hốc mắt của thực hồn yêu vương thực hồn yêu vương sờ sờ miệng mình có vẻ hơi buồn bực tiền đồn mông trạch giờ đã rút lui rồi căn bản là không có mấy người thực hồn yêu vương ném trịnh thế thánh như ném rẻ rách dưới sự che giấu của màn sương mù dày đặc đánh lén mây tên võ tiên khác thực hồn yêu vương xông ra khỏi màn sương mù hai tên võ tiên hùng vĩ Đình văn Lương vừa nhìn thấy thực hồn yêu vương lập tức bị một cô tỉnh thần lực chân động không thể động đậy thực hồn yêu vương sử dụng nga mi thứ tay trái tay phải mỗi tay một cái chương 622, la bàn định vị một sau một hồi cười quái dị hai tên võ tiên hùng vĩ đinh văn lương giống như con rồi hố bị giết trên cạch một tiếng thực hồn yêu vương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của minh uy tướng quân học tân phong ra căn phòng chống không thực hồn yêu vương đẩy cửa sổ gỗ đoán chừng hắc tân phong đã nhảy cửa số bỏ chạy che thực hồn yêu vương lại dẫm chết một con chiều chạch trùng đồng thời phát ra tiếng cười quái dị vù 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 trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vù vù chói tai lục xí kim thiền mang theo một đám lớn trạch độc rơi lào thét bay qua thực hồn yêu vương đẩy cửa đi ra trong động phủ mầm cừu cắt thở phào nhẹ nhõm nếu thực hồn yêu vương thật sự đuổi theo cừu cắt chỉ có thể chui vào trong mai rùa sau khi vào trong nếu bạch âu anh không ra tay với mình thì thôi một khi bạch âu anh ra tay với mình cưu cát chỉ có thể khởi động thiên tàn trận văn thả người phụ nữ này ra bạch cầu anh sau khi ra ngoài tám chín phân người sẽ bị thực hồn yêu vương diên chết mà thực hồn yêu vương sẽ lục soát hồn phách mà một khi hắn lục soát hồn phách mình cũng không thoát khỏi tên thực hồn yêu vương này tốt nhãi là không nên trêu chọc vào từ các nhiều khiển triều trạch trùng tiếp tục thăm dò trong động phủ mầm có rất nhiều đường hãng dân ra ngoài triều trạch trùng chia nhau ra thăm dò tổng cơ quan bị chạm phải một lượng lớn diễm bạo phủ đồng thời bị kích hoạt bên trong một mật thất hoàn toàn biển thành biển lửa hàng trăm con chiều trạch trùng trong nháy mắt bị thiêu thành cho bụi đây là cơ quan được bố trí trong một đường hầm một nhóm chiều trạch trùng khác khởi động cơ quan gây chết người thứ hai một lượng lớn hàn băng phù đóng băng hàng trăm con chiều trạch trùng lại sau đó một khối đoạn long cạch đầy xuống ẩm một tiếng những con chiều trạch trùng bị đóng băng bị nghiền nát thành bột mịn sa mạc xích hải một bãi đất hoang vù đột nhiên bị đào ra một cái hang một con chuột đất to bằng người chui ra khỏi hang chỉ thấy con chuột đất đứng thẳng người cảnh giác nhìn trái nhìn phải tiếp theo một nữ tử áo đỏ chui ra khỏi hang đứng bên cạnh con chuột đát vô vô vào bờ vai to béo của con chuột đất nói đại mao bên ngoài an toàn chứ chuột đất chít chít chi nữ tử áo đỏ ngươi cũng không nhìn xa được sao ngươi thứ ba chui ra khỏi hang là hoặc tân phong tay cầm trường thương sáng loáng cơ quan trong hang động đã bị khởi động xem ra đám trùng yêu mông trạch đã phát hiện ra hang động đá tức những năm qua đại mao đã đàng nhiều hang động như vậy chúng ta đi ngay. Những hang động này đều phải từ bỏ. Hoặc Tân Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói. Rời khỏi đây trước đã. Chúng ta vừa đi vừa xem la bàn. Hoặc Tân Phong nhìn sơ qua phương hướng, liền bắt đầu chạy như bay trong sa mạc. Đại Mao, chúng ta đi nhanh lên. Chuột đất. Chít chít chi. Con chuột đất béo mập nằm sấp trên mặt đất. Nữ tử áo đỏ cưỡi lên người con chuột đất. Chuột đất bốn chân chạy như bay, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong sa mạc mênh mông. Mông trạch cách hồ lô quan khoảng 3 400 mét. Từ trong khe đá bò ra từng con chiều trạch trùng, chiều cổ trùng màu xanh lam cũng men theo khe hở của đá bò ra ngoài. Chiều cổ trùng và chiều trạch trùng kết hợp thành một con mắt to bằng năm tay. Nhìn qua chiều cổ trùng, Cửu Cát nhìn thấy rõ ràng thế giới bên ngoài, nhìn xuống từ vị trí này chính là con đường chính dân đền hồ lô quan. Nếu như bố trí một quân cờ bí mật ở chỗ này, như vậy hoàn toàn có thể biết trước được tình báo về việc yêu tộc mông trạch tân công hồ lô quan trong hang động cừu các lao mồ hôi lạnh trên trán lúc trước cử cắt hóa thành một con sói sám ngậm mai rùa chính là ở bụi cây bên cạnh trạm gác này biên ba tên nô phu trong mai rùa ra may mà là nơi sáng nhất lại là nơi tối nhất nếu như bị quân cờ bí mật do hoắc tân phong bố trí nhìn thay tay mai rùa sẽ không giữ được mai rùa tuyệt đối không thể lạm dụng dù sao thế gian này đâu đâu cũng có người nếu đâu có ngày mình ra vào mai rùa bị người khác nhìn thay e rằng sẽ lập tức rước họa sát thân bây giờ xem ra việc âu anh ở trong mai dù cũng không phải là chuyện xấu ít nhất có thể lô nhắc nhờ cửu cát không được lạm dụng mai rùa, hang động do hoắc tân phong đào cực kỳ sâu dưới lòng đã có thể nói là thông với nhau đặc biệt là đường hầm dẫn đến mông trạch có rất nhiều nhánh rẽ ngược lại đường hãng dẫn đến sa mặt chỉ có một đường tuy nhiên đường hầm dẫn đến sa mạc có rất nhiều cơ quan chiều trạch trùng của cửu cát ít nhất đã chết một nửa mọi trừ chiều trạch trùng ở lối vào hồ lô quang không được thu hồi cửu cát đã thu hồi chiều trạch trùng ở mông trạch vào trong mai rùa sau đó lui về động phủ mồng chương 623, la bản định vị hai đến động phủ ngầm cửu cát tiếp tục men theo đường hầm dân đền sa mạc thăm dò trên đường đi lại chạm phải mấy cái cơ quan hàng ngàn hàng vạn con chiều trạch trùng cuối cùng chỉ còn lại mây trăm con tốn mất nửa ngày cửu cát rốt cuộc cũng tìm được một đường hầm mới đào đường hầm mới đào gần như không thể bố trí cơ quan tuy nhiên cửu cát vân điều khiển mấy trăm con chiều trạch trùng còn lại đi trước giò đường cơ quan dưới lòng đất quá nguy hiểm không thể mạo hiểm ngày hôm sau giữa trưa mười mấy con chiều trạch trùng chui lên khỏi mặt đất ở sa mạc trên mặt đất không có nguy hiểm chỉ là năng nóng dây dắt ban ngày ban mặt chiều trạch trùng không thích côn trùng của mông trạch nhất định cũng không thích cổ sư là người đương nhiên cũng sẽ không thích cho nên ban ngày an toàn hơn ban đêm cửu cát thỏ đầu ra khỏi hang động trên sa mạc đứng ở cửa hang nhìn trái nhìn phải chung quanh toàn là sa mạc hoang vu ngay cả một cái bảng hiệu cũng không có mông trạch tướng quân phủ và tiền đổi mông trạch tuy giang cách nhau một ngày đường nhưng lại nằm trên một đường thăng đặc biệt là sau khi cửu cát có thể bay chỉ cần hai canh giờ là có thể đi về. Thế nhưng bây giờ cửu cát đang ở nơi hoang vu hẻo lánh, chui lên từ trong cát, thật sự không biết đông tây nam bắc. May mà cửu cát không phải là một mình, chỉ thấy cửu cát lấy mai rùa ở bên hông xuống, hỏi mai rùa, hướng nào là mông trạch tướng quân phủ. Lúc này, trong ao nước của mai rùa, bạch ấu anh. Lãnh học trinh và Lý Tiểu Thúy đang vui đùa dưới nước, bọn họ dường như hoàn toàn không để ý xem cửu cát có nhìn thấy mọi thứ trong mai rùa hay không. Lý Tiểu Thúy vốn dĩ là nữ nhân của cửu cát, Bạch ấu Anh đương nhiên cũng biết rõ trong lúc mình hôn mê cừu cắt đã làm gì với mình. Lúc mới tỉnh lại rất khó tiếp nhận, nhưng bây giờ tiếp nhận rồi cũng thay bình thường. Còn Lãnh Ngọc Trinh nhìn thấy hai người bạn đồng hành xuống ao, nàng cũng nhị không được. Đi theo xuống, ta biết tọa độ của mông trạch tướng quân phủ, nhưng cần có la bàn định vị. Trong phòng chứa đồ của ngươi hình như có một cái la bàn định vị. Ngọc Trinh, ngươi đi vào phòng chứa đồ tìm sen. Vâng, bài tướng quân, ung một tiếng, Lãnh Ngọc Trinh đứng dậy từ trong nước, bước đi trên bãi cỏ đá xanh trong sân nhào ực một tiếng lãnh học trinh ngẩng đầu nhìn thấy cửu cắt qua mai rùa hai người nhìn nhau qua vách ngăn pha lê của mai rùa lãnh học trinh đỏ mặt cúi đầu xua không không phải nói là sau khi đám côn trùng kia dọn dẹp mai rùa xong thì ngươi sẽ không nhìn thấy nữa sao ta không nhìn thấy giọng nói của cửu cắt từ bên ngoài mai rùa truyền đền ngươi không nhìn thấy cái gì không nhìn thấy thỏ con đáng vét lãnh học trinh cúi đầu hóa thành một luống sáng màu nước lao vào phòng chứa đồ lộc cộc lộc cộc một hồi lục tung đổ đạc Lãnh học Trinh tìm được một cái la bàn định vị, trên la bàn có ba vòng tròn khác độ. Lãnh học Trinh xoay la bàn, bánh răng kêu lạch cạch. Xong rồi, Lãnh Ngọc Trinh ném la bàn ra ngoài, la bàn rơi xuống đất, Cửu Các khởi động thiên tàn trận văn, la bàn biến mất. La bàn định vị đến tay Cửu Các. Cửu Các chưa từng sử dụng la bàn định vị, nhưng la bàn định vị dù sao cũng một pháp khí, Thạch Hiểu Nhiên nhất định là biết dùng thứ này. Cửu Các nhìn la bàn, chậm rãi nhớ lại, tuy rằng đã lục xuất hồn phách của Thạch Hiểu Nhiên từ rất lâu rồi, nhưng cửu cát chỉ cần hơi nhớ lại là có thể nhớ ra cách sử dụng la bàn định vị đánh một đạo pháp quyết vào trên la bàn xuất hiện một mũi tên mũi tên nhanh chóng biến mất nhưng phương hướng đã được chỉ rõ cửu cát cất la bàn định vị vào trong túi chữ vật túc dục phong lang cổ hóa thành một luống sáng bay đi lãnh ngọc trinh trở lại ao nước ngâm mình trong nước không nói một lời bạch ấu anh để nước ao ngâm mình không chút che dầu phơi bày thân thể của mình nếu cửu cát rời tầm mắt lên mai ruột nàng còn cố ý người một cái ngọc trinh sao ngươi lại ném la bàn định vị ra ngoài thứ tỉnh xảo như vậy nếu đâu làm hỏng thì sao bạch âu anh trách móc nói ồ lãnh ngọc trinh hồn bay phách lạc cật đấu hoàn toàn không để ý bạch âu anh đang nói gì may mà vẫn còn dùng được tiểu thí ngọc trinh nhân lúc trời đẹp chúng ta ra bãi cỏ phơi nắng ba người nằm thành một hàng trên bãi cỏ ánh nắng mặt trời trên sa mạc chiều xuyên qua mai rùa trở nên dịu dàng hơn rất nhiều ánh nắng dịu dàng chiếu lên người ba người ba người hôi đầu lên bãi cỏ Trung quanh là những con thỏ xanh nhảy nhót. Thỏ xanh, thỏ trắng nhảy nhót, tạo nên một khung cảnh vô cùng thú vị. Khoảng hai thanh giờ sau, cửu cát dừng lại. Cửu cát bay nhanh nhất hai canh giờ là có thể từ tiền đồn mông chặt bay đến mông chặt tướng quân phủ. Chương 624 Thạch xà một. Thế nhưng bây giờ cửu cát đã bay hai canh giờ, nhưng trước mặt han không phải là mông chặt tướng quân phủ, mà là một khu rừng kỳ quái mọc trên bãi đất hoang vu. Cây cối màu sáng trắng, đã khô héo từ lâu, tuy rằng chỉ còn lại lác lác mười mấy cây nhưng cây nào cây này đều cao lớn khác thường rừng cây xám trắng cách đó mấy trăm mét cửu cát dừng lại tuy rằng cách vất xa nhưng trên cây to nhất ở giữa hình như có một cái tổ chim đây là sào huyệt của yêu thú sao không cần thiết phải tự nhiên đi chưa chọc yêu thú huống chỉ quân viễn trinh nhân tộc tuy rằng lợi hại khi đối phó với yêu thú nhưng đều là đánh theo kiểu quân đoàn tận dụng triệt để những điểm không đoàn kết của yêu thú nếu bàn về thực lực cá nhân một võ tiên đơn lẻ đối phó với đại yêu vân dân khó khăn dù sao yêu thú đều có lãnh địa riêng, sẽ không tùy tiện đi lung tung. Như nhân tục thì khác, tập hợp thành quân đoàn, quét sạch từng khu vực, thể như trẻ chay. Có phải ngươi nhập sai tọa lộ vào la bàn định vị này rồi không? Cửu Cát đưa la bàn định vị trong tay nhất trở vào mai rùa. Bạn Phấu Anh cầm lấy la bàn định vị cùng lãnh ngọc trinh xem xét. Trên la bàn định vị có tất cả ba kinh luân, lần lượt là nhật kinh luân, mịch kinh luân và tình kinh luân. Trong đó chỉ cần khắc độ của tinh kinh luân là đúng, thì tọa độ sẽ không sai. Mọc trinh lúc ta hôn mê mông trạch tướng quân phủ vẫn chưa rời đến sa mạc khắc độ của tinh kinh luân này có sai không bẩm tướng quân không lãnh ngọc trinh chắc chắn nói hắn không biết dùng thứ này lãnh ngọc trinh bổ sung bạch ấu anh ngật đầu nàng cũng cảm thấy là cửu cát không biết dùng la bàn định vị cho nên mới đi nhầm hướng chỉ nghe thấy bạch ấu anh nói lô bàn định vị có tất cả ba kinh luân mai cùng là nhật kinh luân ở giữa là nguyệt kinh luân trong cùng là tỉnh kinh luân khắc độ của tỉnh kinh luân là vào ban đêm ở mông trạch tướng quân phủ dựa theo hình ảnh trời đất thực tế mà đa lường sau khi đa lường sẽ ghi lại bằng hình thức số liệu cho nên khắc độ của tỉnh kinh luân là không thay đổi có điều tuy tỉnh kinh luân có thể chỉ rõ ràng hướng mông trạch tướng quân phủ nhưng vẫn cần phối hợp với nhật nguyệt kinh luân nếu không trực tiếp đánh vào pháp quyết lại không thể định vị được vị trí của tướng quân phủ hiện giờ đang là ban ngày ngươi cần phải đưa người kinh luân về vị trí nguyên sơ bạch âu anh đưa người kinh luân về vị trí nguyên sơ ngươi cần phải căn cứ vào mặt trời để điều chỉnh khắc độ của nhật kinh luân mỗi lần sử dụng la bàn định vị đều cần phải hiệu chỉnh lại nhật nguyệt tỉnh tượng nếu không nhất định sẽ không chính xác lúc này vừa đúng 5 canh 3, bạch Âu anh dơ cao la bàn định vị trong tay quan sát mặt trời trên không trung qua mai rùa sau đó điều chỉnh lại khắc độ của nhật kinh luân cùng với một tiếng cơ quan vang lên bạch âu anh đã điều chỉnh xong tất cả khắc độ của la bàn định vị hiện tại có thể đánh pháp quyết để xem hướng rồi bạch âu anh giơ cao la bàn định vị trong tay muốn cửu cát thông qua thiên tàn trận văn lây ra nhưng cửu cát lại không vận chuyển thiên tàn trận văn bên ngoài một con xà yêu nửa người nửa rắn màu xám trắng trận cửu cát lại con xà yêu đó toàn thân xám trắng thần trên cơ thể có hai cánh tay thon dài dung mạo có bảy tám phần giống nữ tử có điều bởi vì trên mặt đều là vẻ rắn trắng mịn ngược lại trông vô cùng sâu xí hai mắt của xà yêu màu đỏ có răng nanh nhọn hoắt sâu xí ngực hơi nhô lên giống như con thảo chẳng kiêu hãnh mà bạch ấu anh có rắn sao có thể có thứ này không phải là đè trứng sao đương nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm là con giả yêu này đột ngột xuất hiện sau lưng hắn thần không biết quỷ không hay hắn hoàn toàn không hề phát hiện ra nếu con giả yêu này đánh lén hắn hậu quả thật khó lường dao vèo vèo cửu cát phát hiện trên người mình có thêm mười mãi con rắn nhỏ màu xám trăng những con rắn nhỏ màu xám trăng này xuất hiện cũng rất kỳ quái giống như là đột ngột xuất hiện xì xì ta không muốn ra tay với ngươi xà yêu nữ phun ra tia người nói mười mấy con rắn nhỏ màu xám trắng tỏa ra yêu khí quỷ dị ánh sáng màu xám trăng bao phủ lây cửu cát ánh sáng này không có lực sát thương cừu cát muốn phá vỡ cũng dân dễ dàng xì xì ngươi nhìn trên trời đi xà yêu màu xám trăng chỉ lên trời nói một chút ánh sáng đỏ ở đường chân trời một con chim lớn màu đỏ rực rỡ từ xa đến ngần chim lớn giải cánh rộng hai chân màu xanh lục rực rỡ vô song chim lớn bay qua đỉnh đầu cửu cát nhưng lại không phát hiện ra cửu cát còn ở lại mà trực tiếp bay về phía tổ của mình chương 625, Thạch xà hai, xì xì, đó là bích túc biểu. Ngươi đừng gần bích túc biểu như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Ở gần tổ của nó chỉ cần có thứ gì động đậy, nó đều sẽ tìm mọi cách để giết chết. Xà yêu nữ màu xám trắng nói, ngươi đừng ra khỏi vòng tròn này, ra ngoài sẽ bị bích túc biểu phát hiện. Cửu cát nhìn những con rắn nhỏ màu xám trắng đang bơi chung quanh, những con rắn nhỏ này và xà yêu nữ cùng thi triển một loại pháp thuật ẩn náp. Dù xà yêu và hắn đi, cửu cát nhìn màn sáng màu xám trên vai mình, nhìn từ bên ngoài, bọn họ hẳn là giống như đá mà nguyên nhân xà yêu nữ và những con rắn nhỏ này được một xuất hiện là bởi vì vốn dĩ bọn chúng đã ấn nấp ở đây. Cửu cát vô tình tới vào gần xà yêu nữ, sau khi xông vào lại không đi nữa. Nếu cửu cát cứ đứng im, con điều yêu tiên bích túc kia nhất định sẽ đuổi cửu cát đi, mà cửu cát lại ở bên cạnh xà yêu nữ. Một khi bị đuổi đi sẽ liên lụy đến xà yêu nữ. Bất đắc dĩ, xà yêu nữ mới chủ động hiện thân nói tiếng người, đồng thời giúp cửu cát ẩn nấp. Sau khi suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân và kết quả, cửu cát lập tức yên tâm hơn không ít kẻ mạnh nhất ở đây chắc chắn là con điều yêu tên bích túc kia điều yêu vốn dĩ khắc chế xà yêu giống như chim khắc chế trùng yêu con xà yêu nữ này đến gần thiên địch như vậy chỉ sợ nhất định có mục đích tại hạ là cửu cát không biết nên xưng hô với đại vương thể nào khạc 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 gọi ta là thạch xà lại được rồi xà yêu nữ thạch xà cười khạc khạc thạch xà đại vương cứu ta một mạng cửu cát thật sự vô cùng cảm kích cửu cát khách sao nói ngươi có thể báo đáp hai mắt đỏ ngầu của thánh xà đột nhiên sáng lên nói cửu các mỉm cười nhạt trước mắt là một con yêu quái thật thà vậy mà lại không hiểu lời khách sáo chỉ thấy cửu các nghiêm túc nói xin hỏi thạch xà đại vương muốn ta làm gì ta nhân định sẽ xông pha khói lửa không chổi từ ta muốn chứng mà bích túc đẻ ra xà yêu thạch xà chảy nước miếng nói ta còn muốn lấp ra trên người ngươi dùng để luyện chế một kiện pháp y có thể giả dạng thành đá bất cứ lúc nào đại vương muốn ta làm thế nào cửu các thành khẩn hỏi xì xì để ta suy nghĩ xem. Xì xì, có rồi, ta phái một con rắn nhỏ đi thu hút sự chú ý của bích Túc Điều. sau đó ngươi nhân cơ hội trộm trứng của nó ném cho ta. Cạch xa hai mắt sáng rực nói. Ném cho ngươi, chẳng lẽ nó sẽ không bùi giết ngươi sao? Cửu các kỳ quái hỏi, ta đào một cái hang ở đây, chỉ cần ngươi ném cho ta, ta sẽ chui vào hang, bích túc chỉ có thể trừng mắt nhìn. Thạch xà đắc ý nói, ngươi đào một cái hang rắn ở đây, cửu cát dùng chân dâm dâm xuống đất. Đúng vậy, tôi không ít công sức. Vậy tại sao ngươi không đào thẳng đến dưới gốc cây? Cửu các kỳ quái hỏi. a à, đào không nổi nữa. Phía dưới này là đá, chỉ có thể đào đến đây. Xã yêu thạch xà trột xạ giải thích. Thì ra là vậy, cửu các lộ vẻ bừng tỉnh. Thạch xà không phải là ẩn thân trồn ở chỗ này, mà là cửa ra vào hang rắn của nó ở chỗ này. Mà cửa ra vào hang rắn này là do nó cố ý đào để trộm trứng, sợ hãi bởi vì bản thân bị bích túc, phát hiện, sau khi giao đầu, sẽ để lộ hang động đã đào xong của xà yêu. Nói không thông, phát hiện hang rắn đối với thạch xà mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đã không nguy hiểm đến tính, là. Vậy thì nó căn bản không cần mạo hiểm hiện thân gặp mình, thậm chí còn nói tiếng người, dù sao cho dù là ngươi với ngươi, cũng sẽ không nhanh chóng thiên lập quan hệ tin tưởng như vậy, huống chỉ là người và yêu. Con thạch xà này nhất định có chỗ nói rồi, chỗ này tuyệt đối không phải là hang rắn, cừu cách có thể khẳng định, tuy con xà yêu trước mắt này biết nói tiếng người, nhưng nó sẽ không nói dối lúc nói dối ánh mắt rõ ràng chột dạ ban ngày e rằng không dễ lảnh vào hay là đợi tối rồi hành động cừu cát đề nghị xì xì được thạch xa lập tức đồng ý một người một rắn cứ như vậy yên lặng chờ đợi lúc chạm vạng bích túc cự điều lại một lần nữa giải cánh bay lượn trên lãnh địa của mình nhưng lại không phát hiện ra bã kỳ điều gì khác thường cự điều về tổ bầu trời hoàn toàn tối đen hai mắt thạch xà tỏa ánh sáng đỏ một con rắn nhỏ màu xám trắng bơi về phía tổ của bích túc biểu vậy ta cũng đi đây xì, xì. Ngươi cẩn thận một chút." Thạch Sa Ân cần nói. "Yên tâm." Cửu Cát nói xong liền thi triển khinh công lặng lẽ rời đi. Cửu Cát chậm rãi tiếp cận rừng cây xám trắng, đột nhiên, Cửu Cát khởi động phong lang cổ, cùng phong ngảo thét, Cửu Cát sẽ mặt một cái liền bỏ chạy, chỉ trong chốc lát đã không thay bóng dáng đâu. Chương 626, nhảy ra khỏi bàn cờ. Chợt thời, Thạch Sa ngây người. Lúc Cửu Cát khởi động phong lang cổ nhanh chóng rời đi, kỳ thật Bích Túc điều cũng đã phát hiện ra Cửu Cát, có điều nó cũng không đuổi theo dù sao cửu cắt cũng đang rời khỏi lãnh địa của nó chứ không phải là đang uy hiếp vào xâm phạm lãnh địa của nó ngược lại do cửu cắt lặng lẽ xuất hiện ngược lại khiến bích túc đều càng thêm cảnh giác cửu cắt quả quyết bay ra ngoài mấy dặm sau đó cầm mai rùa trong tay nói giúp ta xem thiên tượng ghi lại khắc độ tỉnh kinh luân ở chỗ này khắc độ tỉnh kinh luân của bất kỳ địa phương nào đều cần phải đo lường vào ban đêm quan sát tỉnh tú trên trời suy tính ra khắc độ tỉnh kinh luân cụ thể có khắc độ này phối hợp với nhật kinh luân và nguyệt kinh luân cho dù là ở trên biển cả minh mông hay là ở sa mạc vô biên vô hạn đều có thể định vị chính xác vị trí của mục tiêu bên trong mai rùa bạt ấu anh lãnh ngọc trinh chế tạo ra một cái quan tỉnh nhi đơn giản hai người hợp lực quan sát tỉnh tự suy tính khắc độ tỉnh kinh luân cùng lúc đó cửu các khởi động thiên tàn trận văn dịch chuyển dạ kiêu pháp y ra bên ngoài mai rùa sật 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 cười quần áo ra nhanh chóng cửu cát mặc dạ kiêu pháp y vào khởi động dạ kiêu trận văn ân nấp hoàn toàn trong bóng tối khi phát hiện ra người khác coi mình là quân cờ biện pháp đơn giản nhất chính là 36 kể chuồn là thượng sách nhảy ra khỏi bàn cờ đến bên ngoài bàn cờ tần nắp làm một khán giả chờ thời cơ hành động chọn thời cơ ra tay năm đó cứu cứu của hắn là vi tuyệt phong cũng làm như vậy lúc hắn phát hiện ra bản thân bị người khác lợi dụng lập tức rút lui ngay sau khi rút lui xong lại lặng lẽ quay trở lại cửu cát chỉ là học theo người ta không tính là sáng tạo có điều chưa này quả thật rất hay Cửu cắt ẩn nấp trong bóng tối tiên lặng chờ đợi mong đợi có cơ hội xuất hiện để hẳn có thể chọn thời cơ hành động nếu thật sự không có cơ hội vậy thì lúc sắp sáng cửu cắt sẽ quả quyết rời đi do dự không quyết tắt sẽ tự chuốc lấy thất bại chỉ có tiến thoái tự nhiên mới không phải là quân cờ bên trong mai rùa bạch ấu anh và lãnh ngọc trinh đang thảo luận về khắc độ đo lường tỉnh tượng quan tỉnh thuật vô cùng uyên thâm Cửu Cát vừa thông qua mai rùa nghe hai nàng thảo luận học tập quan tỉnh thuật vừa yên lặng quan sát động tĩnh của thạch xa và bích túc biểu thạch xa có năng lực ẩn nấp cực mạnh căn bản không nhìn thay. bích túc biểu cũng chỉ ở trong tổ kỳ thật cửu cát cái gì cũng không nhìn thấy hắn chỉ đang đợi đợi một cơ hội có thể xuất hiện con thạch xa kia có thể nói tiếng người chắc chắn là đại yêu không thể nghi ngờ hơn nữa cũng không phải đại yêu nào cũng có thể nói tiếng người nhất định phải là sinh tồn ở mông trạch tiếp xúc với cổ tiên tương đôi nhiều nó mới có thể học được tiếng ngươi từ cổ tiên dàn rết chuột bọ vốn dĩ là một ổ cách xa có thể học được tiếng người từ cổ tiên cũng không kỳ quái mà con chim kia cho dù là đại yêu cũng tuyệt đối không thể nào học được tiêm người dù sao cổ tiên nhân cổ đồng tu gặp phải chim lớn cũng chỉ có thể đổi lập ngay lúc cử cắt phòng đoán thực lực của thạch xà va chim lớn màn đêm yên tĩnh đột nhiên bị một tiếng kêu thay thay phá vỡ trong tiếng kêu là lời cảnh cáo sắc bén bắt đầu rồi thực lực của con xà yêu thạch xà kia tuyệt đổi không yếu nếu không phải bị điều yêu khác chê trời sinh chỉ luận về thần thông e rằng còn mạnh hơn cả điều yêu kiếng không tuyệt đổi không dám có ý đồ với trứng chim Cửu cắt bắt đầu chậm rãi tới lần quác 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 tiếng kêu của điều yêu càng lúc càng thay thế đột nhiên điều yêu xuất hiện trên cành cây xám trắng dang rộng hai cánh trên hai cánh bốc cháy hừng hực lần như chiều sáng cả bầu trời Cửu cát vốn ẩn nấp trong bóng tối cũng bị ngọn lửa này chiều sáng thạch xà hiện hình trong ánh lửa xà yêu thạch xà đang ôm trứng chim màu đỏ đột nhiên tăng tốc lao về phía cái gọi là hang rắn của nó nhưng rắn bò nhanh đến đâu cũng không thể nào nhanh bằng chim bay ngay lúc chim lửa lao xuống thạch xa có hai tay rông như con người ném quả trứng màu đỏ trong tay ra ngoài quá chim lửa kêu lớn một tiếng cương ép thay đổi phương hướng lao xuống lúc trứng chim sắp rơi xuống đất mà đất sụp đổ phía dưới mặt đất là một miệng núi lửa đang phun trào trứng chim màu đỏ cứ như vậy trực tiếp rơi xuống miệng núi lửa thứ mà thạch xà muốn giấu không phải là hang rắn mà là một miệng phun trào dung nham địa hỏa thạch xà đã sớm đào rỗng lòng đất dùng thần thông xây dựng lại một mặt đân, chỉ cần thạch xà muốn một ý niệm mặt đất liền sụp đổ lộ ra núi lửa đang hoạt động phía dưới mặt đân. chương 627, nhảy ra khỏi bàn cờ trở thào giống như năm đó cửu các tự mình đào mạch lửa lại bị một tên phàm nhân ám hại thiêu chút nữa đã bỏ mạng bởi lôi hỏa châu ô xà yêu thạch xà phát ra tiếng vầm gừ hung dữ hai tay trồng đơn tóc răn trên đầu dựng ngược lên một luồng trường lực quỷ dị màu xám trăng đền từ đại điện tác động lên người điều yêu đang bay tốc độ của điều yêu đột nhiên chậm lại Quắc. bích túc biểu yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết nó chỉ có thể trơ mắt nhìn trứng chim của mình rơi vào miệng núi lửa xà yêu thạch xà nở nụ cười nham hiểm nó sẽ không hạn chế bích túc điều hoàn toàn nó sẽ cho bích túc điều hy vọng để lúc bích túc điều lao về phía trứng chim sẽ bị dung nham địa hỏa phun trào ra nốt trứng chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng trứng chim giết chết cái dai trong mắt cái đinh trong thịt của mình đúng lúc này cổ phong gào thét một bóng người màu đen rông vào miệng núi lửa, vươn tay chụp một cái trứng chim màu đỏ đang rơi xuống bị người nọ chụp vào tay sau đó người nọ đạp hư không đáp xuống ven miệng núi lửa người tới chính là cửu cát chỉ thấy cửu cát một tay cầm trứng chim đứng bên miệng núi lửa mỉm cười với hai con đại yêu ném xuống đi xà yêu thạch xà tức giận gầm lên bít túc điều yêu quay đầu lại hai mặt nhìn chăm chăm vào xà yêu thạch xa. quắc cùng với một tiếng chim kêu hung dữ trên đỉnh đầu xà yêu thạch xà bốc cháy hừng hực đó là linh hỏa không thể dập tắt một khi bích túc điều thi triển thần thông này mang ý nghĩa là cho dù thể nào thạch xà cũng không thay chạy trốn nhất định phải quyết một phen sống chết xà yêu thạch xà bị bước đến đường cùng phát ra tiếng gầm gừ hung dữ mưu kế vô dụng chỉ có thể dùng vũ lực chống lại chu quanh xà yêu thạch xà hình thành chói buộc trưởng khiến bích túc điều như gánh ngàn cân nhưng bích túc điều vốn dĩ đã lực lớn vô cùng ba chiêu của điều yêu ngốc cánh cao ngủ tuy đơn giản chất phác nhưng lại được tôi luyện chấm nghìn lớn chỉ có kẻ địch thật sự đối mặt với ba chiêu này mới biết được ba chiêu này hung hãn đến mức nào chim lông tặc tam liên kích cùng thể tích cùng thực lực đều yêu vô địch xà yêu thạch xa chưa chống đỡ được hai hiệp đã bị cái mỏ chim to lớn của bích túc điều mổ trúng đầu cái đầu giống như nữ nhân kia bị mổ ra một lồ hồng to lớn máu đỏ máu trăng chảy đầy đất xà yêu thạch xà mất đầu thân thể vân đang không ngừng co giật bích túc biểu dùng móng vuốt tóm lầy xà yêu thạch xà thân thể không đầu của xà yêu thạch xà không ngừng lăn lộn muốn dãy dụ thoát ra bốc thi thể xà yêu thạch xà đã chết bị ném tới trước mặt cửu cát con xà yêu thạch xà này vẫn còn lăn lộn muốn bò dậy lần nữa đáng tiếc nó đã mất đầu cho dù có dễ dụ thế nào cũng không thể xông lại loài rắn sinh mệnh lực ngoan cường chết mà không mã bích túc biểu kêu rên một tiếng với cửu cát âm thanh vừa vang vừa giòn nhờ có kim đồng ngân mâu, cửu cát đại khái có thể hiểu được một chút tiếng chim kêu chỉ nghe thấy cửu cát nói Người mua dùng thứ này để đổi trứng chim qua 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 ngươi là đang cảm ơn vậy ta thu sắc xà yêu này đây cúc cu cù, cù bích túc biểu phát ra tiếng kêu ôn hòa cửu cát đưa tay sờ về phía xà yêu nào ngờ yêu xà không đầu kia bỗng nhiên vạn một cái há mưng căn về phía cửu cát đầu tim mắt. răng vẫn còn cửu cát một tay còn đang cầm lấy hồng sắc điều ngãn vô cực diệu pháp không kịp thi triển mốt một đôi móng chim màu biếc đã kìm chặt thân xà khiến yêu xà không đầu không thể động đậy cục 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 bích túc biểu lại phát ra tiếng kêu cục cục như gà mái loài chim chỉ cần phát ra loại thanh âm này tất nhiên sẽ không công kích người cừu các kho người nhẹ nhàng đè lên thi thể yêu xà chân khí bao phủ toàn thân yêu xà khởi động thiên tàn trận văn thi thể thạch xà yêu chết mà không cứng lập tức biển mất rơi vào trong mai rùa phụt thạch xà yêu vừa rơi vào mai rùa liền cắn lấy một con thanh thải thỏ ngứng đầu lên muôn vào trong bụng minh uy tướng quân bạch ấu anh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía đầu yêu xà đã trên này các ngươi lui ra để ta trông chừng bạch âu anh lớn tiên nói bên ngoài cừu các tự mình cầm lấy điều mãn bay đến tổ chim đen hồng sắc điều mãn trong tay bỏ vào trong tổ cả một tổ chim lớn như vậy chỉ có duy nhất một quả điều mãn này chẳng trách bích túc biểu lại coi nó như chân bảo cục 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 bích túc biểu phát ra tiếng kêu ôn nhu hỏa hồng linh lực men theo căn của cây đại thụ màu xám trăng lan ra phía trên mượn lên cây đại thụ màu xám trắng một màu đỏ tham chương 628, trăm hai yêu thạch xà cục 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 bích túc biểu phát ra tiên kêu hưng phần hơn trong tiên kêu tràn đầy vui sướng cáo từ cửu cắt chắp tay sau đó khởi động phong lang cổ hóa thành một đạo độn quang rời đi cục 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 bích túc biểu kêu vang tiên biệt nửa này sao. cửu Cát bay đến mông trạch tướng quân phủ còn chưa tới gần tướng quân phủ cửu Cát đã bị một đội quân sĩ chặn lại người cầm đầu chính là minh uy tướng quân hoặc tân phong hoặc tướng quân cửu cát khoác tân phong run run cây trường thương diêm lệ của mình phát hiện cửu cát không hề sợ hãi điều này chứng minh cửu cát cũng không đấu hàng mông trạch cổ tiên ngu Cửu cát, đi với ta một lát. Vâng, tướng quân. Hai người hóa thành hai đạo động quang, bay sang một bên. Cái đó, trạm tiên tiêu mông trạch bây giờ thế nào rồi? Chắc là xong rồi, cụ thể ta cũng không biết. Trạm tiên tiêu mông trạch hắn không chỉ có một mình ta chạy trồn, mai ngươi ra còn có 10 người. Vậy ngươi hạt tất phải hỏi ta, ngươi là người duy nhất ở hồ lô quang sống sót, hoặc tân phong vẻ mặt nghiêm nghị nói. Không thể nào, chẳng lẽ kiểu phu sơn không sống sót, cừu các vẻ mặt nghỉ hạc, Kiều Phu Sơn cũng sống, kiểu tướng quân chạy trước, ta mới theo sao. Hắn nhất định còn sống, cửu cắt nói thẳng. Nói như vậy ngươi là không đánh mà chạy, Hoác Tân Phong hít mắt nói. Khả khả, Hoác tướng quân. Ngươi đây là. Hơi, ngươi đến ti quân vụ báo cáo đi, cứ nói chạm tiền tiêu mông trạch thất thủ, bất lực sai trời, không địch lại chạy trốn, Hoác tướng quân. Ta đã thủ hồ lô quan một ngày, ngươi nói thủ một ngày hai ngàn quân công, không đánh mà chạy, ngươi còn muốn quân công, ta không phải không đánh mà chạy mà là bất lực xoay trời không địch lại chạy trốn cửu Cát giải thích ngươi đến ti quân vụ báo cáo ta sẽ hy quân công cho người Đạt tạ hoác tướng quân cửu cát hóa thành một đạo đội quang rời đi cửu cát trước tiên đến ti quân vụ báo cáo tuy rằng đã hoàn thành việc báo cáo nhiệm vụ nhưng trên thân phận ngọc bài của cửu cát như cũ vẫn chỉ có ba ba điểm công hơn tiếp đó cửu cát đi tới ti quân nhiêu tuy rằng trên người cửu cát còn không ít kim ngân nhưng ngũ trảo kim nguyên cũng đã dùng hết cần phải đến ti quân nhu tiêu xài một phen đổi hoàng kim ở ti quân nhu một công hơn có thể đổi một lượng hoàng kim 50 công hơn có thể đổi một mai ngũ trào kim nguyên 200 công hơn có thể đổi một khối phong mai thạch phổ thông cửu cát một hơi đổi 6 khối phong mai thạch phổ thông Sáu khối phong mai thạch chính là 1.200 công hơn công hơn trong thân phận ngọc bài của cửu cát chỉ còn lại 2.100 điểm đại càn vương triều quân công quy định trong vòng 5 năm đạt được 2.000 điểm công hơn mới có thể thăng tạm thời chỉ có thể như vậy chờ đến khi Hoắc Tân Phong di 2000 điểm công hơn kia xuồng, lại tiêu tiếp. Cửu cát đến khách điểm của Mông Trạch tướng quân phủ, tiêu hao 20 điểm công hơn ở một gian thượng phòng, một ngày 20 điểm công hơn, 100 điểm công hơn chỉ đủ ở 5 ngày, mà 100 điểm công hơn có thể đổi 100 lượng hoàng kim hoặc là hai mai ngũ trảo kim nguyên. Đắt như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Thượng phòng được tặng nước táng, phải biết đây chính là sa mạc, nước sạch quý hơn hoàng kim, chờ đến khi nước tắm được đun nóng, cửu cát khởi động thiên tàn trận văn thả lý tiểu thúy ra, sau đó đem mai rùa đặt lên bàn có tâm nhìn rộng rãi để đạch ấu anh và lãnh học trinh trong mai rùa được no mắt tắm rửa thoải mái xong cừu cắt lại đưa lý tiểu thúy trở về đóng cửa sổ cho kỹ đến bên giường muông màn rửa xuống cừu cắt lấy từ trong túi chữ vật ra một khối phong mai thạch đổi được băng hai chấm công hơn đặt nó lên giường một con tiểu cổ trùng màu trắng bạc xuất hiện trên phong mai thạch vạm nhầm phong mai thạch con tiểu cổ trùng màu trắng bạc này tự nhiên chính là phong lang cổ phong mai thạch là thức ăn của phong lang cổ phong mai thạch ở xích hải sa mạc rất phổ biến nhưng nếu ở địa vực khác của nhân tộc lại rất hiểm thay phong mai thạch mới chỉ bị dạm nhâm một phần nhỏ phong lang cổ liền đã ăn no một khối phong mai thạch tít nhất có thể cho ăn ba lần mà phong lang cổ tam chuyển hai tháng mới cần cho ăn một lần thu phong lang cổ vào không hiểu lại thu phong mai thạch vào mai rùa cửu cắt nằm trên giường suy nghĩ một chuyện khác nên xử lý thi thể thạch xà yêu như thế nào thạch xà yêu mất đi đầu nhưng chỉ qua một ngày thời gian con thạch xà yêu này thể mà lại có năng lực chủ động sấn riêng thanh thải thỏ trong mai rùa chương 629, sa mạc thạch hạc, thanh thải thỏ nuôi dưỡng trong mai rùa đã bị con rắn không đấu này riêng chất ba con cửu cát hoài nhỉ cứ tiếp tục như vậy thạch xà yêu có thể sẽ mọc lại đấu chê mà phục sinh có thể lột ra xà của thạch xà yêu dùng tiên thiền luyện khí pháp đen trận văn trên da xà rút ra từ đó chế tạo ra một kiện pháp y có thể ân nặc mà mặc lên người kiện pháp y này nhất định có được năng lực ngụy trang thành ná cùng lắm cũng chỉ tương đương với một kiện lục mao thần trang cấp bộc pháp khí luyện chế thi thể thạch xà yêu thành pháp y dạo sông chó như vậy không có chút độ khó nào có điều như vậy sẽ lăng phí những tài liệu khác trên người thạch xà yêu quan trọng hơn là cửu cát đã có thần khí sinh tồn mai rùa gia kêu pháp y am hiểu ẩn nạp trong bóng tôi kỳ thật cũng rất cấu luyện chế thành một kiện pháp y sinh tồn công năng trùng lập có thể luyện chế thành cổ trùng hay không thạch xà yêu có thể xem như một kiện tài liệu thuộc tính thổ dựa theo hợp đan cần âm dương tương phối thành đan cần ngũ Hàn Tương Sinh, như vậy còn cần một ít phụ tài gì? Phụ tài không phải trọng biệt, trọng điểm là dùng cổ trùng nào để luyện, còn có phương pháp luyện chế cụ thể. Cứ như vậy vừa nghĩ vừa ngủ, Cửu Cát Hiền nằm vật xuống giường ngủ say, trong mộng đều là luyện cổ chi pháp, có luyện cổ chi pháp rất có lý, có luyện cổ chi pháp lại hoang đường kỳ quái. Dù sao đây cũng chỉ là mơ, trong mơ cái gì cũng có. Ngày hôm sau, Cửu Cát ngồi trên giường thật lâu không nói. Hắn đang hồi tưởng lại luyện cổ chỉ pháp trong mộng cảnh đêm qua, hồi vị thật lâu, lại không thu hoạch được gì. Thư Cát chỉ có thể mặc quần áo tử tề, đeo mai rùa vào bên trong y phục rồi rời khỏi khách điểm. Ti quân vụ, hoặc tướng quân vẫn chưa di 2.000 điểm công hơn kia xuống sao. Cửu cát hỏi, đúng vậy, hoặc tướng quân vẫn chưa xác nhận nhiệm vụ của ngươi có hoàn thành hay không. Tham tướng lại một lần nữa xác nhận, họ hoặc sẽ không quy nợ chứ. Cửu cát bất mãn rời khỏi ti quân vụ, đi về phía chợ, đi dạo một vòng trong chợ, cũng không phát hiện được luyện cổ tài liệu thích hợp. Trong mai rùa, Minh uy tướng quân Bạch Ấu anh nhìn con rắn không đầu bỏ qua bỏ lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ta thấy không ổn, hay là đồn con rắn này thành cho cốt cho rồi, miền cho đêm giải lã mộng, chê mà phục sinh. Đều ra tay, ta muốn dùng con rắn này để luyện cổ. Cửu cát ở trong chợ người đến người đi nhi xuống xuống, hạ giọng nói. Cửu cát ngồi xuống xuống có thể để đầu mình tới lần mai rùa được giấu đi, truyền âm thanh vào trong mai rùa, ta sợ nó chết mà phục sinh. Cho ta vài ngày, nếu không được ngươi lại đánh nó tàn phê. Bạch Âu Anh gật đầu đáp ứng. Bên ngoài, các ngươi nơi này có bán thanh thực không? Tiệm bán thanh thực ở đâu? Một nam tử đầu đội khăn vải màu xám lớn tiếng hô hào, có vẻ rất gấp ba tê. Thanh thực là kịch độc thuộc tính mộc, có hiệu quả phá cương, tan mòn, khác với những loại độc ăn mòn. Thật, thanh thực bôi lên đao kiểm sẽ không ăn mòn tình thiết, tương đương với việc tăng thêm lực sát thương cho đao kiểm. Bởi vậy là một loại kịch độc thường dùng, dân đất tiền. Ngươi muốn thanh thực làm cái gì? Một lão bản trong tiệm mở miệng hỏi ta muốn cứu ngươi cứu huynh đệ của thanh thực là kịch độc an mòn làm sao cứu ngươi lão bản kia lấy làm lạ hỏi chỉ thấy chàng hắn kia mang theo giọng nghẹn ngào nói ta cũng nghe người ta nói nếu chúng độc của sa mạc thạch hạt có thể dùng thanh thực lấy độc trị độc ta cũng chỉ là chó cùng rứt rộng ta có thanh thực hàng có sẵn hai miếng ngũ trào kim nguyên bán cho ngươi một lão bản trong tiệm hô lớn lão bản có thể châm trước cho được không chúng ta là người đi buôn bán trên người không có nhiều tài vật như vậy người nọ đang thương lây từ trong người ra mây lượng bạc phụng. người ngươi có biết thanh thực là loại độc dược thượng hạng, hà hạ có thể dùng mây lượng bạc phụng mua được? Lão bản kia khinh thường, ngươi chung quanh cũng cười vang. Thanh thực ta có, dẫn ta đi xem. Cửu các lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh hắn từ kia, vô vai hắn nói: ngươi thật sự có thanh thực? Cửu các võ nhẹ một cái vào mai rùa dầu trong người, lấy ra một cái bình ngọc, mở bình ngọc ra, bên trong bình ngọc chính là kịch độc thanh thực. hám dám hỏi bằng hữu muốn bán với giá bao nhiêu hắn từ kia hỏi giúp người làm niềm vui hà có thể đòi hỏi tiền tài cửu các vẻ mặt chính trực nói đại ca ngươi thật ấm áp giúp người làm niềm vui là nguồn gốc của hạnh phúc nhân gian vốn dĩ có tình người chúng ta mau đi gặp huynh đệ của ngươi đi cửu các vẻ mặt quan tâm nói ồ mực chương 630, sa mạc thạch hạc 2, chợ của tướng quân phủ liền kề sa mạc mà nam tử chúng kịch độc của sa mạc thạch hạt kia đang nằm ở bên dưới lôi vào chợ kẻ xui xảo này toàn thân xám trăng thoi chóp cửu cát liếc mắt một cái liền nhìn thay vị trí mắt cá chân của hắn bị sa mạc thạch hạt can dùng tay sờ thử cứng như đá đại ca mau dùng thanh thực đi hắn từ kia thúc giục không vội vị huynh đệ này bị sa mạc thạch hạt cắn bao lâu rồi cửu cát rất bình tĩnh hỏi tối hôm qua đi đường đêm trong sa mạc bị cắn nói như vậy ít nhất cũng đã nửa ngày rồi đúng vậy Cửu Cát vẻ mặt vui mừng nói: "Tốt cái gì? Ồ, ý ta là tình huống còn tính là tốt, vậy huynh đệ của ta còn cứu được không? Để ta xem." Cửu Cát nắm lấy cổ tay của nam tử trúng độc, vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Nhìn điều hiện nghiêm túc của Cửu Cát, trên mặt hắn tử kia tràn đầy chờ mong trong lo lắng, lần này rốt cuộc cũng gặp được quý nhân. Một lát sau, Cửu Cát vẻ mặt mỉm cưới buông cổ tay của nam tử chúng độc ra, thân tinh có vẻ rất vui vẻ. Tâm địa đại ca thật tốt, huynh đệ của ta còn thiếu được không? hán tử kia lại hỏi chỉ thấy cửu cát mỉm cười nói không cứu được vậy thì tốt ai ngươi nói cái gì đại ca có thể nói lại lần nữa không ùng ừ. cửu cát cũng ý thức được mình cười to tét nói không cứu được là không thích hợp vì vậy đối một bộ biểu tình đau buồn nói đúng ừ. quả thật không cứu được đại ca tại sao ngươi không dùng thanh thực thử xem nói không chừng có thể lẫy độc trị độc coi như là trên đuổi với được cọc cũng tốt chỉ thấy cửu cát thong dong phân tích thanh thực là kịch độc thuộc tính mộc Bưa độc của sa mạc thạch hạt là kịch độc thuộc tính thổ, cái gọi là mộc khắc thổ, cho nên dùng ngân châm dính một ít thanh thực đâm vào vết thương do đuôi bọ cạp, lây độc trị độc, mười phần chắc là có thể giải độc. Vậy đại ca còn không mau ra tay. Ồ, cái này, ngươi có biết tại sao huynh đệ của ngươi trúng độc một ngày một đêm rồi mà vân còn sống không? Vì sao? Bởi vì con sa mạc thạch hạt kia kỳ thật cũng không phải thật sự muốn giết huynh đệ của ngươi, nó để huynh đệ của ngươi trúng độc, trang qua là muốn sinh sản trứng trong người han, hiện giờ trong cơ thể huynh đệ của ngươi đã có rất nhiều trứng bọ cạp nhỏ, cho dù giải được độc của sa mạc thạch hạt. Những con bọ cạp nhỏ này cũng giống vậy có thể coi thân thể huyết nhục của huynh đệ ngươi là giường âm sinh sôi, trong sa mạc, điều kiện gian khổ, con bọ cạp mẹ kia có thể tìm được thân thể huyết nhục của huynh đệ ngươi để sinh hạ đời sau cũng rất không dễ dàng. Đại ca, ngươi đang đồng tình với bọ cạp, ùng, ta chỉ là lý sự tình, cái gọi là chúng sinh bình đẳng, thiên đạo vô tình, coi vạn vật như chó rông, đùng đùng đùng, hắn từ kia dập đầu với cửu cắt ba cái mong đại ca từ bi cứu huynh đệ của ta tiểu nhân vô đến đáp cái này ngươi đây là đang làm khó ta nói thật đi đẻ trứng trên người huynh đệ của ngươi tuyệt đổi không phải sa mạc thạch hạt bình thường ít nhân cũng cấp bậc tiểu yêu có thể là nhất truyền thậm chí là nhị truyền chủ yêu cấp bậc này cho dù ta hao tổn tình khí cũng khó mà khô trừ huông chỉ huynh đệ của ngươi lại không phải nữ tử nếu ta dùng tình khí cứu giúp tay hắn cũng không tiêm nhận huynh đệ của ta sắp chết rồi, hắn sẽ không để ý đâu. Hơi, ta vẫn là nói thẳng với ngươi đi, không phải ta không muốn, mà là cái lớn này thật sự không giữ được, chỉ có thể dốc toàn lực giữ cái nhỏ. Ngươi nói cái gì? Cái này, tuy rằng huynh đệ của ngươi đã đi, nhưng một sinh mệnh nhỏ mang theo huyết mạch tình hoa của hắn sẽ được sinh ra từ trong cơ thể hắn. Ta tin hắn ở dưới xuôi vàng, nhất định cũng sẽ mỉm cười. Ngươi nói bậy cái gì? Hắn từ kia đột nhiên đứng dậy, hướng về phía cửu cắt vung ra một quyền, hư không mượn lực, cửu cát giơ tay ấn một cái liền ấn nam tử này quỳ xuống đất một lần nữa chỉ thấy cửu cát dùng ngữ khí bi minh nói sinh tử luân hồi thiên đạo tuần hoàn có sinh át có tử có tử át có sinh sinh tử của con người đối với thiên địa này mà nói liền như tóc bạc rụng xuông tóc mới mọc lên huynh đệ của ngươi tuy rằng đã chết nhưng cái chết của hắn lại có thể sáng tạo ra sinh mệnh mới ngươi nên cảm thay vui mừng mới đúng bằng hữu ngươi cứ yên tâm giao huynh đệ cho ta núi danh còn đó nước xanh vân chảy chúng ta ngày sau gặp lại sâu trong sa mạc xung quanh đều là biển cát minh mông bát ngát một đạo động quang rơi xuống có la bàn định vị cửu cát bay ra ngoài cũng không cần nhớ đường bay loạn xạ dù sao cuối cùng cũng có thể dùng la bàn định vị tìm được vị trí của mông trạch tướng quân phủ chương 631, luyện chế thạch hạt cổ một cửu cát lấy mai rùa giấu trong y phục ra ngoài sau đó vỗ một cái vòng mai rùa lấy ra một cái đỉnh lớn đây là thanh đồng cổ chung cổ sư hữu tình cổ đạo sẽ bắt các loại trùng dại sau đó ném những con trùng này vào trong thanh đồng cổ chung để chúng tự tàn sát lần nhau kẻ chiến thắng cuối cùng chính là cổ trùng nguyên thủy mà đây mới chỉ là bước đầu tiên trong việc luyện cổ của hữu tình cổ đạo bước tiếp theo là thiền trùng lai giống khử tính bước cuối cùng là dùng người sống thử cổ đối với vô tình cổ đạo mà nói chỉ cần làm bước đầu tiên là được ăn cử các dơ tay đánh ra một trưởng nắp chiếc đỉnh đồng liền bị một trưởng đánh bay lại một trưởng vỗ vào mai rùa tên xui rào chúng phải kịch độc của bọ cạp sa mạc liền bị ném vào trong đỉnh đồng tiếp theo chỉ cần đậy nắp lại, không cần quan tâm gì nữa. Qua một thời gian, trứng bọ cạp sa mạc sẽ tự động nở trong đỉnh đồng. Lại qua một thời gian, những con bọ cạp nhỏ này sẽ vì thức ăn không đủ mà tàn sát lẫn nhau, cho đến khi xuất hiện con bọ cạp sa mạc mạnh nhất, cũng có thể coi như là luyện cổ, nhưng chỉ là cấp thấp nhất. Cửu cát võ một trường vào mai rùa, Lý Tiểu Thúy liền xuất hiện bên ngoài. Trong tay Lý Tiểu Thúy cầm một túi nước, miệng túi nước còn vương ven máu. Bên trong túi nước này đựng là máu cóc lửa đã qua xử lý phải biết cổ tiên trần thụ sơn hắn dùng máu cóc ngửa và da cóc lửa để luyện chế hỏa diêm phù lục cửu cách cũng từng nghiên cứu một thời gian về thuật chế phù nhưng cũng chưa đi sâu bất kể là nghiên cứu luyện đan luyện khí hay là chế phù cũng đều là để học hỏi sở trường của trăm nha cuối cùng đều là vì luyện cổ cho hắn uống máu cóc lửa cửu cách phân phó lý tiểu thúy vật đầu dùng một cái niềm hô tách miệng tên xui xảo ra rót máu trong túi nước vào máu cóc lửa thuộc tính hỏa bạo cặp sa mạc thuộc tính thổ hỏa sinh thổ cho lý luận ngũ hành tương sinh tương khắc bình máu này uồng vào trăng những không giải độc mà còn tăng thêm độc tính ngoài việc tăng thêm độc tính cũng có thể tăng thêm hoạt tính của trứng bọ cạp sa mạc một túi máu được cho uống hết hơi thở vốn yếu ớt của tên xui xả vậy mà lại mạnh hơn không ít xử lý xong mấy lu máu cốc lửa còn lại thì đổ vào đỉnh đồng để hắn tự hấp thu vâng lý tiểu thúy gật đầu cừu cắt lại đưa lý tiểu thúy vào trong mai rùa bên trong mai rùa bạch âu anh và lãnh ngọc trinh đang pha máu cốc lửa với rượu trăng sau đó đặt lên lửa trưng cân hai nàng chủ động hỗ trợ cửu cát xử lý máu cóc lửa, cửu cát vui vẻ nhận lời tuy hai nàng chủ động tỏ ý tốt nhưng trước khi có được thực lực khống chế tuyệt đối cửu cát dù thế nào cũng sẽ không thả các nàng ra ngoài đương nhiên cũng sẽ không tự mình mạo hiểm chui vào mai rùa cửu cát đổ toàn bộ số máu cốc lửa đã qua xử lý vào đỉnh đồng đậy nắp đồng của đỉnh đồng lại dưới ánh mặt trời giữa da mạc đỉnh đồng bị ánh mặt trời thiêu đổi, từng làn khói xanh bay lên môi trường khô nóng như vậy rất có lợi cho việc hấp thu máu cốc lửa qua khe hở trên nắp đỉnh đồng Cửu các quan sát rõ ràng thầy trên người nam tử nổi lên từng hạt nhỏ li ti. Những hạt nhỏ li ti này chính là trứng bọ cặp sa mạc. Những quả trứng này bị máu cóc lửa hấp dân, vậy mà chủ động nổi lên trên bề mặt cơ thể. Trứng bọ cạp sa mạc này vậy mà có thể di chuyển trong cơ thể ngươi. Nếu vậy, tên xui xảo này nói không chừng còn có cơ hội xong. Công tử, phía sau truyền đến giọng nói của Lý Tiểu Thúy. Chuyện gì? Bạch cô nương và lãnh cô nương có chuyện muốn hỏi ngài. Ngươi nói đi. Lãnh cô nương bảo ta hỏi ngài. Dùng ngươi xông luyện cổ. Lương tâm có đau không? Ngươi nói với nào? Ta đau. Bạch cô nương bảo ta hỏi này, thuật luyện cổ của vô tình cổ đạo, khi nào mới có thể không cần dùng người sống nữa? Cửu cát kéo mai rùa đến trước mặt, tự mình nói. Vạn sự khởi đầu nan, huống chỉ là thuật luyện cổ, cho dù là y thuật thời nguyên thủy, cũng cực kỳ tàn khốc. Chỉ có phát triển đến khi thuần thục, mới có văn minh. Thuật luyện cổ của vô tình cổ đạo, nhân định sẽ có một ngày giống như luyện đan. Luyện khí, còn cụ thể là khi nào thì ta cũng không rõ ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Hơn nữa tuy ta đúng là đang luyện cổ, nhưng đồng thời cũng đang cứu người. Chỉ là ta không có nắm chắc tuyệt đổi mà thôi, cửu cắt trịnh trọng nói. Nghe vậy Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh nhìn nhau. Lãnh Ngọc Trinh hỏi, thật sao? Cửu cắt đáp, đường dài mới biết ngựa hay. Tờ lâu mới biên lòng người. Hai người không cần hỏi, chỉ cần nhìn là đủ rồi. Rồi sẽ có một ngày hai người tin tưởng. Chỉ có ta mới có thể giải cứu nhân tộc Cửu Châu. Chương 632, luyện chế thạch hạc cổ hai Bành ấu Anh nói. Vì nhân tộc Cửu Châu, chúng ta bằng lòng ủng hộ ngài. Cửu Cát nói. Hai người yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ luyện chế ra một loại cổ trùng giúp mở khiểu huyệt. Đến lúc đó nhân tộc Cửu Châu sẽ không còn phải chịu khổ sở vì nội đầu nữa. Hy vọng của toàn nhân tộc đều đặt trên việc này. Giữa sa mạc, dưới ánh mặt trời chói trang, trứng bọ cặp sa mạc nhanh chóng hấp thu hỏa diễm nguyên tổ trong máu cóc lửa. Trứng bọ cặp sa mạc lớn lên với tốc độ mặt thường có thể thay được. Cửu Cát vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một bình thanh linh đan, dùng ngón tay nhìn thành bột rắc vào trong máu cóc lửa thanh linh đan có tác dụng trung hỏa độc tính tuy không thể giải độc nhưng có thể trì hoãn độc tính phát tác dùng ở đây chính là trì hoãn sự phát triển của trứng bọ cạp sa mạc ánh nắng chói trang nhanh chóng rút lui hoàng hôn buông xuống che mặt ồ bà vai trần trụi của nam tử xui sở đã nổi lên chỉ trích những nôn mụn nhỏ môi nốt mụn đều to bằng ngón tay cái tất cả đều là trứng bọ cạp sa mạc còn sống những quả trứng sống này vốn dĩ phải hấp thu huyết nhục của nam tử để sinh trưởng nhưng bây giờ chúng lại đang hấp thu máu cóc lửa. Điều này cũng có nghĩa là tính mạng của nam tử này có thể giữ được, vừa giữ được người lớn, vừa giữ được con nhỏ. Mà đêm buông xuống, máu cóc lửa đã bị hấp thu gần hết, nhưng nam tử cũng không hề bị sương phòng lên bao nhiêu, nước không cần thiết đều bị hơi nóng của sa mạc bốc hơi hết. Trứng trên người nam tử từng quả một đều to bằng ngón tay cái, cừu cắt thậm chí có thể nhìn thấy con bọ cạp nhỏ đã thành hình bên trong quả trứng. Vân xong rồi. Cừu cắt vỗ vào mai rùa, lấy ra một thang thuốc. Thuốc này có tên là Tình phí như thang tán, là một loại thuốc cực mạnh. Cửu các tự mình cho nam tử đang hôn mê uống một nửa tình phí như thang tán, một nửa số thuốc còn lại được đưa vào mai rùa. Bên trong mai rùa có một con xà yêu đã chết, tuy đầu lâu bị mổ bụng, nhưng sinh mệnh lực lại không hề bị mất đi, ngược lại còn ngày càng mạnh mẽ. Đầu lâu bị vỡ gần như đã hồi phục, không bao lâu nữa. Tay giang có thể chết đi sống lại. Theo lời cửu cát dặn dò, Lý Tiểu Thúy mổ bụng một con thỏ xanh, nhét một nửa số tình thang tán còn lại cùng với lọ thuốc vào trong bụng thỏ dùng dây gai buộc chặt lại sau đó lý tiểu thúy ném con thỏ đã được xử lý cho xà yêu chiếc mũi lành lặn của con xà yêu khẽ động đậy người thay mùi máu tanh liền há cái miệng to như trộng máu ra một ngụm nuốt chừng con thỏ mấy chục hơi thở trôi qua Cửu các khởi động thiên tàn trận văn xà yêu nữ xuất hiện bên ngoài vừa xuất hiện xà yêu nữ liền lao vào căn cửu cát vô cực diệu pháp Cửu cát hóa thành một làn khói đen rời đi chốc lát sau Cửu cát đã đứng sừng sững cách đó mấy trăm mét tán thưởng tác phẩm của mình sa mạc, ban ngày nóng bao nhiêu, ban đêm lạnh bấy nhiêu, đêm lạnh giá, long nồng nàn. Một con xà yêu nửa sống nửa chết, một nam nhân nửa sống nửa chết, bắt đầu. Ai nam tử đang hôn mê bỗng hết lên một tiếng, vậy mà lại chủ động tấn công xà yêu. Con xà yêu không có đầu óc kia, há miệng phun lưỡi. Vậy mà cũng không tấn công nam tử nữa. Mọi chuyện đều đi đúng hướng, gió cát ban đêm rất lớn. Che khuất cả bầu trời. Ngày hôm sau, dạng sáng, Lý Đại Tiêu từ từ mở mắt, hắn phát hiện mình đang nằm trên sa mạc. Lý Đại Tiêu ngồi dậy, phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân, trên da thịt chỉ chít những vết đỏ. Ngươi tỉnh rồi, không biết từ lúc nào, một thiếu niên tuấn tú đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi là? Lý Đại Tiêu kỳ quái hỏi. Ngươi bị bọ cạp sa mạc bốt chúng, chúng phải kịch độc, là ta cứu ngươi. Cửu Các mỉm cười nói. Nghe vậy Lý Đại Tiêu lại im lặng. Hùng! không phải ngươi nên cảm ơn ta sao? Cửu Các kinh ngạc hỏi. Phải biết đêm qua lúc chứng cổ, trùng trên người lý đại tiêu chuyển sang người già dạ yêu nữ trên người hắn toàn là những lô máu to bằng ngón tay cái trên vai có dầu vết bị xà dạ yêu căn xé trên lưng có dầu vết bị xà dạ yêu túm lây nếu không phải cửu cát thi triển huyết ti cổ yêu hao một lượng lớn bạch ngân chân nguyên lý đại tiêu không thể nào sông sót mà nguyên nhân duy nhất khiến cửu cát cứu lý đại tiêu chính là vì muốn chứng minh thuật luyện cổ của mình tuy có dùng đến người sống nhưng chưa chắc đã phải giết người là chính đạo khác biệt với hữu tình chi đạo cái kia xin hỏi tiền bối nữ nhân đen qua ở đâu cái gì? Ngươi còn nhớ được một nữ nhân? Cửu các lộ vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, nàng ấy ở đâu? Lý Đại Tiêu đột nhiên đứng bật dậy, nào lên bất chấp tất cả. Chương 633, yếu khó quên. Nàng ấy là nữ nhân như thế nào? Nàng ấy là một nữ nhân tuyệt sắc, là người trong mộng của ta. Ngươi không cảm thấy đầu nàng ấy hơi kỳ quái sao? Ta không nhìn rõ, ta chỉ lo hôn nàng ấy, không nhìn thấy dung mạo của nàng ấy. Vậy ngươi có cảm thấy đuôi nàng ấy hơi dài không? Không, nàng ấy chỉ là có đôi chân dài miên man mềm mại ta có thể cảm nhận được sự cuồn quýt si mê của nàng ấy dành cho ta ồ ngươi thật là mãnh liệt đấy cửu cát dùng giọng điệu tán thưởng nói phịch lý đại tiêu trực tiếp quỷ cầu xin tiền bối cho ta biết tên của nữ nhân kia thiên đạo vô tình ngươi muốn nữ nhân gì chứ tiền bối cầu xin ngài không có nàng ấy ta thật sự sông không nổi ta yêu nàng ấy người ngươi hạ tiện thứ ngươi yêu rõ ràng là cảm giác giải phóng bản năng động vật bản tọa còn có việc, lươi nói nhảm với ngươi, ngươi mau đi đi. Cửu cát phất tay nói. Tiền bối. Ngài không nói cho ta biết nữ nhân kia ở đâu. Ta chết cũng không đi. Lý đại tiêu vừa nói vừa khóc lóc sứt mướt, vậy thì ngươi đi chết đi. Cửu cát nâng chân đá một cái, liên đá bay lý tại tiêu. Lý đại tiêu bị đá bay ra xa hơn 10 mét, cô đá này tuy cửu cát không nương tay, nhưng thân thể đã được tôi luyện qua độc của bọ cạp sa mạc, độc của cóc lửa và độc của xa yêu nữ, lại trở nên cực kỳ cứng rắn. Lý Đại Tiêu trúng một cước vậy mà không sao. Muốn giết hắn này có lẽ phải dùng hỏa diêm đao. Vừa nghĩ đến đây, hai tay cửu cắt đã bốc cháy hừng hực. Thấy hai tay cửu cắt bốc cháy hừng hực, Lý Đại Tiêu liền biết mình đã chọc giận vị tiền bôi này. Lý Đại Tiêu cũng coi như biết điều. Chỉ thấy hắn chấp tay từ xa nói, mong tiền bối chỉ điểm bền mê. Cửu cắt thu hồi ngọn lửa trên hai tay, chỉ về phía sau Lý Đại Tiêu nói. Ngươi đi về hướng đó, đó là mông trạch tướng quân phủ. Túi nước này ngươi cầm lấy, nếu ngươi đi nhanh có lẽ có thể đến được tướng quân phủ trước khi nước trong túi cạn nếu không ngươi sẽ chê trên sa mạc này Vân bồi lý đại tiêu chưa biết cao tính đại danh của tiền bồi lý đại tiêu hỏi trương cửu cát còn không mau cút lại không cút bản tọa sẽ đổi ý đây đa tạ ân cứu mạng của tiền bối lý đại tiêu cầm lây túi nước xoay người rời đi lý đại tiêu cũng không phải người thường hẳn có tu vi tam cảnh trung kỳ thi triển khinh công dầm lên các vàng mà đi ba bước hai bước đã vượt qua một cồn cát vượt qua cồn cát cửu cát không nhìn thấy lý đại tiêu nữa lý đại tiêu đương nhiên cũng không nhìn thấy cửu cát lúc này lý đại tiêu vẫn không muốn rời đi trong đầu hãn toàn là hình bóng người con gái khiên han tơ tưởng hắn không nỡ rời xa nhưng lại không thể không rời xa sau khi lý đại tiêu rời đi cửu cát đưa tay kéo từ trong cát ra một bàn tay có vẻ màu xám trắng bàn tay này rất nhỏ nhắn rất giống tay nữ nhân chỉ là trên tay phủ đầy vẻ màu xám trắng đây là vẻ rắn bàn tay nhỏ nhắn này chính là cánh tay hình người của xà yêu nữ đã chết Cửu cát nắm lấy cổ tay xà yêu nữ vân kính phi đao soi sáng bản thân trên mặt hồ vân kính lung linh hượng sóng dần dần hiện lên hai cái bóng một là cửu cát một là xà yêu nữ mất nửa cái đầu xà yêu nữ lúc này đã mang thai trong bụng đang thai nhánh rất nhiều bọ cạp sa mạc trứng bọ cạp sa mạc đã nở ra hoàn toàn chúng lây bụng xà yêu nữ làm chiến trường bắt đầu chém giết lân nhau sinh mệnh lực dối dào của xà yêu nữ thậm chí là thiên phú thần thông của xà yêu nữ đều có khả năng bị những con bọ cạp sa mạc này hấp thu. Trong quá trình này, Cửu cát cần phải không ngừng dùng bạch ngân chân nguyên luyện hóa những con bọ cạp nhỏ có tiềm lực. Con nào rực rỡ nhất, con nào tàn sát hung ác nhất, con nó sẽ bị cửu cát luyện hóa trước. Tương đương với việc tất cả hạt giống tốt đều bị cửu cát luyện hóa, sớm tin dấu ấn lên. Như vậy chém giết đến cuối cùng, có thể bảo đảm con bọ cạp sa mạc cuối cùng truyền thăng, dễ dàng thu vào khỉu huyệt mà không cần phải luyện hóa lại lần nữa. Lợi dụng vân kính tâm hộp, cửu cát có thể quan sát rõ ràng tình hình chém giết của bọ cạp nhỏ tìm ra con nổi bật nhân trong số đó những con bọ cạp nhỏ bị cửu cát luyện hóa còn chủ động khiêu khích gây sự khắp nơi châm ngòi những con bọ cạp nhỏ mới sinh này nếu không muốn chém giết đồng loại sẽ bị đồng loại chém giết cũng có thể coi là một loại nội đầu đối với việc nội đấu của bầy bọ cạp nhỏ cuối cùng cả tộc đàn đều sẽ bị cuốn vào vòng xoay chết chóc chỉ còn lại mấy con mạnh nữa mà cho dù là mây con mạnh nhất này cũng đã sớm bị cửu cát dùng bạch ngân chân nguyên luyện hóa thành công cụ trở thành tồn tại bình thường chương 634 cổ ngũ chuyển một không chỉ có đạo lý luyện đan luyện khí có thể dùng để luyện cổ ngay cả phương pháp cửu cát giải cứu nhân tộc cửu châu cũng có thể dùng để luyện cổ đạo lý trên đời đều có điểm tương thông cát vàng mênh mông lý đại tiêu cô độc đi trên sa mạc tuy thân thể hắn đang di chuyển nhưng linh hồn vân còn lưu luyến nơi đó lưu luyến đêm hôm qua nghi nhân mờ ảo trong màn đêm tình yêu nồng cháy cùng nhiệt ây làm sao mới có thể gặp lại mỹ nhân kia lý đại tiêu một tiếng hét lớn vang lên bên tai lý đại tiêu đang cúi đầu suy nghĩ về mỹ nhân ngừng đầu lên trước mặt hắn không biết từ lúc nào vậy mà lại xuất hiện hai người Ngươi đây là sa mạc minh mông lý đại tiêu chỉ lo cúi đầu suy nghĩ không ngấn đấu nhìn đường vậy mà bị hai người lừa đền trước mặt cũng không bia ngụy trí cường đố vậy là ta đây ta cường ngươi chúng phải kịch độc của bọ cạp sa mạc lại bị một kẻ nhì là cổ tiên bắt đi ta còn tưởng rằng không bao giờ gặp lại ngươi nữa ngụy trí cường dương dương nước mắt nói ý ngươi là cửu cát đại nhân ta cũng không quen biết người nọ ngụy trí cường thuật lại y nguyên những lời cửu cát nói khi bắt cóc lý đại tiêu để ta xem thử một nam tử bên cạnh ngụy trí cường năm lây tay lý đại tiêu vận chuyển một lồ tiên nguyên truyền vào tiên nguyên du tẩu trong cơ thể lý đại tiêu chốc lát sau ngươi đã không còn gì đáng ngại không những thể còn nhận được không ít chô tôn vị võ tiên kia nói vị này là nhị thúc của ta muội hán pha hôm qua sau khi ngươi bị bọn chúng bắt đi ta vừa vặn gặp nhị thúc nhị thúc ta đường đường là võ tiên vừa mới từ trên trường mông trạch trở về ngụy trí cương giới thiệu ngươi không có việc gì là tốt rồi vậy chúng ta trở về thôi lý tiên nhân ta có một chuyện muốn cầu xin chuyện gì cũng không phải chuyện gì lớn vị trương tiên nhân kia tuy giang đã cứu ta nhưng mà lúc ta mơ mơ màng màng lại cảm giác được có một nữ tử tuyệt sắc cùng ta triển miên ta muốn Ta muốn nhờ Lý Tiên Nhân giúp ta hỏi một chút danh tính của vị nữ từ kia. Hoang đường. Ngụy hắn pha tức giận quát. Tiểu nhân tự biết là vọng tưởng, còn xin tiên nhân tác thành. Lý Đại Tiêu nói xong lại quỳ xuống. Nhị thúc. Ngụy trí cương trong lòng không đành lòng, muốn khuyên can. Ngụy hắn pha nhẹ nhàng phất tay, ngăn cản cháu trai nói chuyện. Ngụy hắn pha hai mắt nhau lại, ánh mắt lóe lên, suy tư một lát rồi hỏi. Ngươi nói ngươi trúng độc, cảm giác như triển miên cùng một nữ tử tuyệt sắc. Sau khi triển miên xong nữ tử kia biến mất, chỉ còn lại một mình Trương Tiên Nhân. Không sai, đúng là như thế. Ta hiểu rồi, hiểu cái gì? Vì Trương Tiên Nhân kia chính là nữ tử đã triển miên cùng ngươi. Nàng ấy đã dùng thân thể để giải, độc cho ngươi. Muội hắn pha vô vô vai Lý Đại Tiêu nói. Lời vừa nói ra, giống như một tia chớp lóe lên trong đêm tối, đánh thăng vào Lý Đại Tiêu. Lý Đại Tiêu ngây người. Dung nhan tuấn mỹ, làn da trắng nõn của cửu cát bông hiện lên trong đầu hãn. Nếu như đây là nữ giả nam trang, Vậy thì, Lý Đại Tiêu hai mắt sáng rực, lập tức đứng lên. Không. Không đúng. Vậy tại sao nàng ấy lại đuổi ta đi? Có thể là nàng ấy cũng rất mâu thuẫn. muội hàn pha suy đoán. Kính xin Lý Tiên Nhân dạy ta. Ta nên làm thế nào đây? Ai? Chuyện này ta không dạy ngươi được. Hỏi thời gian tình là gì? Khi người ta sinh tử tương hứa, cư thuận theo đương nhiên là được. Ngụy Hàn Pha vuốt dầu nói. Ai ông trời ơi? Tại sao lại muốn hành hạ ta như vậy? Lý Đại Tiêu khóc rồng lên, ba ngày sau trong sa mạc xích hải cừu cát ngồi sổng trên cát ăn mì là mì cá có thịt cá và rau tươi bây giờ trong vườn rau của mai rùa đã mọc rau dưa sau khi ăn hết bát mì cá nóng hổi cừu cát cất bát bũa vào trong mai rùa trước mặt cừu cát có một cánh tay khô héo vô lực buông thõng cừu cát lau miệng lại nhấc cánh tay này lên vân kính tâm hồ soi sáng bản thân trong vân kính tâm hồ hiện lên hai bóng người một là cửu cát một là xà yêu đã chê lúc này bụng của xà yêu đã to đến mức dị dạ thế nhưng sinh mệnh của ả ta vẫn còn trong bụng xà yêu đang thai nhén bồn con cổ trùng hình dạng bồn con cổ trùng này đều không giống nhau nhưng vẫn có thể nhìn ra chúng đều là do sa mạc thạch hạt tiên hóa mà thành trong quá trình tiến hóa bốn con cổ trùng này đã hấp thu một lượng lớn lực lượng của xà yêu lúc này đã đạt đến tam chuyển nếu cửu cắt dừng lại ở đây hắn có thể thu được bốn con cổ tam chuyển thế nhưng lúc này xà yêu vẫn còn tiềm lực bốn con cổ tam chuyển này vẫn có thể tiếp tục tiên hóa chương 635, cổ ngũ chuyển hai cửu cát không lựa chọn trực tiếp lây cổ trùng hắn quyết định tiếp tục quan sát mục đích của cửu cát không phải là vì muốn có cổ trùng mà là muốn nghiên cứu thuật luyện cổ của vô tình cổ đạo cho dù không luyện chế ra được con cổ trùng nào cũng không sao quan sát quá trình hình thành của cổ trùng từ đó cải tiến thuật luyện cổ của bản thân mới chính là mục đích thực sự của cửu cát dùng vân kính tâm hồ có thể nhìn thâu được bên trong cơ thể xà yêu cơ hồ này vô cùng khó có được cũng chỉ có cửu cát sở hữu vân kính tâm hồ mới có thể dễ dàng làm được trong bóng ảnh của vân kính tâm hồ bổn con cổ trùng còn sót lại lại bắt đầu chém giết lẫn nhau sau đó vân kính tâm hồ bỗng nhiên trở nên mơ hổ. hồ Hồi qua chỉ còn lại hình bóng của cửu cát xà yêu đã hoàn toàn biến mất cửu cát mở mắt hắn phát hiện cánh tay mảnh khảnh mà hắn đang nằm trong tay nhanh chóng khô héo xin mệnh lực nhanh chóng tiêu tán xà yêu chết thật rồi kinh mạch của ả ta không còn lưu động cho nên cửu cát cũng không thể nào thông qua vân kính tâm hồ quan sát được quá trình tiền hóa cuối cùng của cổ trùng cửu cát bới đất cát lên lại đào xà yêu không đầu bị chôn dưới đân ba ngày ba đêm lên bụng của xà yêu không đầu lúc này chỉ còn lại một con cổ trùng Cửu cắt dùng xích viêm phi đao dẹp bụng à ta ra một lượng lớn hắc thủy chảy ra một con thạch hạt to bằng nắm tay phát ra từ kim quang hoa từ trong hắc thủy bỏ ra hào quang từ kim tiên cổ từ kim của hữu tình cổ đạo cổ ngũ chuyển thạch hạt cổ này đã sớm bị cửu cát luyện hóa cho nên cửu cát dễ dàng cân thạch hạt cổ vào trong không khỉu Bánh ngân chân nguyên trong không khiểu cuồn cuộn như sóng biển Mũ truyền thạch hạc cổ đi vào không khiếu, chìm thăng xuống đáy biển. Vách không khiếu có một cảm giác phồng lên khó tả, hơn nữa cửu cát phát hiện hắn không thể nào thúc giục con cổ trùng này thi triển bất kỳ thần thông nào, vốn có cấp bậc mũ truyền, lại không có bất kỳ thần thông nào. Không thể nào, có lẽ là bởi vì Bạch Ngân Chân Nguyên không cách nào không chế cổ trùng ngũ truyền, giống như trẻ con không nhát nổi bố tạ, cửu cát khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm ngộ mũ truyền thạch hạt cổ trong không khiếu. Đột nhiên, trong sa mạc nổi lên bão cát, từ xa một đạo linh quang bay thẳng đến linh quang rơi xuống đỉnh đầu cửu cát rối biển mất sau đạo linh quang này có một đạo động quang đuổi theo phía sau nhìn thấy đạo độn quang này cửu cát lập tức sờ lên mai rùa đeo bên hông lặng lẽ cất vào trong lớp áo đội quang đáp xuống chính là võ tiên tần hải dương tần hải dương đã dùng linh phù tìm tung tích tìm được han thì ra là tần huynh tần hải dương nhìn xuống dưới chân cửu cát nhíu mày hỏi Ồ, ờ, đây là yêu quái gì vậy một con xà yêu lại là xà yêu vậy mà lại hóa ra được hai tay người đây tuyệt đôi không phải yêu quái bình thường nếu dùng để luyện khí nhất định có thể tạo ra bảo vật thượng đẳng tần hải dương hai mắt sáng rực nói luyện khí cửu cắt hơi sững sờ hắn nhìn xà yêu khô quát trên mặt đần tuy rằng sinh mệnh của xã yêu này đã cạn kiệt nhưng mà tiên thiên trận văn trên da rắn hãn là vân còn nói như vậy trên lý thuyết có thể dùng da gian luyện chế ra một kiện pháp y chắc là được cửu cắt không chắc chắn nói vậy có thể đưa thi thể này cho tần mua được không? tần hải dương hỏi dò da rắn ta còn dùng những thứ khác ngươi lấy đi được tần hải dương bắt đầu lột da chỉ thấy tần hải dương vừa lột da vừa nói không được bộ da này xem ra không ổn rồi linh tính của da rắn này đã cạn kiệt tay là không luyện chế được bảo bối gì sau khi lột da rắn xong tần hải dương bắt đầu tháo những thứ linh tính khác đầu của nó đâu không có đầu thì lấy đâu ra yêu đan thịt rắn khô quát máu rắn cạn kiệt xương rắn xốp giòn đây đã hoàn toàn trở thành phê phẩm rồi trương huynh dùng thủ đoạn gì vậy thật khiến người ta phải khai ngợi không có gì chỉ là dùng để luyện cổ thôi cửu cát cất ra rắn đi bỏ vào trong mai rùa tần hải dương kinh ngạc nhìn cửu cát túi chữ vật to như tâm ra rắn thì làm sao mà nhét vừa tần huynh sao ngươi bây giờ mới đến tìm ta cửu cát vô tay hỏi vốn dĩ đã ước định với trương huynh là hai tháng sau nhưng tần mỗ nghe nói tiền tuyến mông trạch đã thất thủ sau khi dò hỏi là nghe nói trương huynh đã trở về phục mệnh tân mô ở phủ tướng quân tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy chỉ có thể dùng thử ly phù này không ngờ lại có thể gặp được trương huynh ở đây tân hải dương mỉm cười nói thì ra là vậy ngươi đến thật đúng lúc cửu cát mỉm cười nói chương 636 đánh giá thực lực một xem ra trương huynh đi mông chạy một truyền đã có được phương thuốc của hỏa độc cổ rồi thật sự là quá tôn tân hải dương cười nói ha ha đúng vậy ta có được rồi cửu cát cười lớn hỏa diễm hoao hỏa diễm đỏ rực hóa thành trường đao hắn hung hăng chém một đao về phía tần hải dương tần hải dương vội vàng lùi về phía sau đồng thời vô túi chữ vật lấy ra một chiếc thân tròn bằng đồng thao hỏa diễm đao nhìn nặng nề vô cùng chém lên hoàng đồng nguyên thân lại không tạo ra bất kỳ tiếng nổ nào ngược lại tư tán như gió trong nháy mắt đó sau lưng tần hải dương hiện lên một phần mặt trời khi hắn xoay người vô số hỏa diễm đao ập đền một phần mặt trời đỏ rực mọc lên hỏa diễm đao đầy trời một chiếc thuẫn tròn bằng đồng thau nhỏ bé đương nhiên không thể nào đỡ được nhiều hỏa diễm đao như vậy một đao chém vỡ hộ thể huyền cương hai đao liền khiến tần hải dương ngã xuống đất ngươi không thể giết ta tần hải dương trọng thương hét lớn cửu cắt đương nhiên không thể nào trực tiếp giết chết tần hải dương hắn còn muốn xưa hồn hắn hoi tại sao ta không thể giết ngươi cửu cắt hỏi chỉ cần ta không trở về đồ đệ của ta sẽ nói cho vân hộ tướng quân hứa tử hiếu biết ngươi là cổ sư ngươi ngu ngốc sao ta đường đường là cổ tiên giết ngươi rồi bỏ đi là được Cần gì phải quay về? Cửu Cát cười nhạo nói, không thể nào, ngươi tốn bao công sức trả trộn vào quân viên trinh nhân tộc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rời đi như vậy. Ngươi đoán đúng rồi đấy. Hôi! Cửu Cát lại vung tay lên, hai luồng hỏa diễm đao lần lượt bay ra. Tần Hải Dương lăn người né tránh một đao, nhưng mà đao còn lại hắn ta không thể nào né được. Ai trong tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay của Tần Hải Dương bị chém đứt. Ngươi không thể giết ta biết lai lịch của ngươi, ngươi tuy rằng họ chưa, nhưng lại sinh ra ở Ly Câu Nguyên Vi gia. Bắc Lục Châu, chỉ là một tiểu gia tộc, ngươi chắc chắn là ở rể, ngươi đường đường là võ tiên, chắc chắn đã cưới đích nữ của Vi đích nữ Vi chắc chắn đã sinh con cho ngươi rồi. Nếu không ngươi cũng sẽ không vì muôn giảm bất thêm má cho Vi mà chủ động gia nhập Mông Trạch tướng quân phủ, nếu như ngươi giết ta. Ngươi là cổ tiên, tin tức Vi là gia tộc cổ sư chắc chắn sẽ bại lộ, ngươi chạy được nhưng chùa miêu thì không chạy được đâu. Tần Hải Dương hoảng sợ hét lớn, "Tần huynh, ngươi nhầm một, chuyện rồi, ta đã nói là muốn giết ngươi khi nào?" cửu cát lại vung ra một đạo hỏa diêm đao một đao chém xuống cánh tay còn lại của tần hải dương cũng bị chém bay sau khi phế bỏ hai tay của tần hải dương cửu cát lóe người xuất hiện trước mặt tần hải dương đưa tay chụp vào mặt hắn ta tâm nhãn cổ dài hơn một thước trực tiếp chui vào mắt tần hải dương tần hải dương co giật ngã xuống đân cửu cát lại phất tay vô cực cổ và huyết cổ xuất hiện một công ba việc phải nói là tần hải dương rất thông minh cửu cát quả thật có nuôi không ít con cái ở visa lại bị hắn ta đoán chúng một lát sau tâm nhãn cổ vô cực cổ huyết tỷ cổ trở về không hiểu tân hải dương và những thứ còn lại của xã yêu đều bị cửu cát cất vào trong mai rùa trong mai rùa lý tiểu thúy cất những thứ linh tỉnh này vào trong thanh đồng cổ chung cửu cát đặt lam bi chiều cổ chung vào trong thanh đồng cổ chung để tự sinh sản Chiều cổ trùng sẽ sinh sản ra rất nhiều chiều trạch trùng mà những con chiều trạch trùng này sẽ được dùng để trinh xác trong không khiếu tất cả cổ trùng đều đã được nuôi dưỡng gần đủ chỉ có ngũ chuyển thạch hạt cổ mới có được là còn chưa được nuôi dưỡng cổ tam chuyển hai ba tháng ngươi một lần là được cổ ngũ chuyển e là phải một hai năm mới cần ngươi một lần cửu các khoanh chân ngồi xuống bạch ngân chân nguyên trong không khỉu nhanh chóng tiêu hao tin tức mà tâm nhãn cổ đọc được bắt đầu hiện lên ly phượng nghỉ quả thật không chết không những không chết mà còn được tần hải dương sắp xếp vào tân gia tân gia ở trong ốc đảo của sa mạc xích hải cũng coi như là một gia tộc lớn trên người lý phượng nghỉ có giấu một túi vầm tân hải dương dặn dò lý phượng nghỉ nếu như hắn ta xảy ra chuyện hãy giao túi lầm cho tộc trưởng Tân gia thuận tiện nói cho tộc trưởng bí mật liên quan đến cửu cát trong túi gấm kia cất giấu một bí mật chỉ là bí mật này không liên quan đến cửu cát dù sao thì lý phượng nghỉ cũng biết cửu cát là cổ sư căn bản không cần thiết phải làm thêm một cái túi vầm bí mật trong túi gấm có liên quan đến minh y tướng quân hoặc tân phong hoặc tân phong có một nữ nhỉ tên là hoặc lê hoa nuôi một con địa thử yêu địa thử yêu này rất giỏi đào hang hoặc tân phong có thể nhiều lần thoát khỏi vòng vây của cổ tiên mông trạch cũng có liên quan đến nữ nhỉ của hắn ta chương sáu đánh ra thực lực hai tân hải dương này chắc chắn là muốn dùng bí mật này để uy hiếp hoặc tân phong từ đó có được chỗ tốt chỉ là hãn ta tham sống sợ chết có phần không dám ngược lại là cửu cát tần hải dương cảm thấy an toàn hơn nhiều cho nên mới dám nhiều lần mở miệng đòi hỏi chỗ tốt mục đích tần hải dương tìm cửu cát không chỉ là vì muốn có phương thuốc của hỏa độc cổ mà hắn ta còn muốn thông qua cửu cát để móc nối với mông trạch để cho gia tộc có thể làm gian thương buôn bán với cả yêu tộc mông trạch và cửu châu hai bên đều có lợi lục sát xong ký ức cửu cát mở mắt cao mày suy nghĩ có nên đến tần ra một chuyến để giải quyết hậu hoạn hay không vốn di cửu cát và lý phượng nghỉ chỉ là gặp thoáng qua lý phượng nghỉ lại không biết tên của hắn cho dù biết bản thân bị người sống luyện cổ cũng không làm gì được chỉ có thể tự nhận xui xẻo cho nên hắn mới tha cho ả ta một mạng nhưng bây giờ lý phượng nghỉ rõ ràng có tấn gia làm chô dựa hơn nữa còn biết rõ lai lịch của hắn viện này có phần phiền phức không việc trừ ả ta cuối cùng sẽ trở thành một mối họa ngồng nhưng trước khi đi tần ra cửu cách vẫn nên quay về phủ tướng quân một truyền nhận một nhiệm vụ đi sa mạc thuận tiện xem thử quân công mà hoặc tướng quân đã hứa có đưa đủ hay không nếu như không đủ thì sẽ uy hiếp hẳn ta hoắc tân phong cũng chỉ ngang hàng với bạch âu anh mà thôi nay bạch âu anh còn đang ngoan ngoãn bị nhô trong mai rùa nếu thực lực của cả hai tương đương cửu cách căn bản cũng không cần phải sợ họ hoắc kia võ tiên mạnh nhất nhân tộc cũng chỉ là vân huy tướng quân hứa tử hiểu thực lực nguyên tiên cửu dai. minh uy tướng quân bạch âu anh Hoắc Tân Phong cũng gần như là nguyên tiên thất giai bát giai. Nếu bàn về thực lực, hắn là cao dược tứ chuyển cổ tiên mạnh hơn một chút, đánh ngũ chuyển cổ tiên cũng chưa chắc đã là đối thủ. Hứa Tử Hiếu đoán chừng cũng có thể đánh ngũ chuyển cổ tiên, cùng với các loại yêu vương như Thạch Xà yêu. Nghĩ tới đây, Cửu Cát cầm mai rồi mở miệng hỏi, võ công của Vân Huy tướng quân Hứa Tử Hiếu dưới chứng mông trạch tướng quân chỉ có nguyên tiên cửu giai có phải là quá tháp, hắn có thể đánh thăng được ba đại yêu vương mông trạch hay không? Ngươi đừng có mà xem thường Hứa tướng quân càng không nên xem thường quân viên chỉnh nhân tộc chúng ta hứa tướng quân đã từng đơn đả độc đấu với phệ hồn yêu vương có thể nói là bất phân thăng bại võ tiên nhân tộc chúng ta từ nhỏ đã tỉ thí trong võ viện đều đã luyện thành một thân tuyệt kỹ cả rồi đến cấp độ của hứa tướng quân pháp khí và phù lục hắn sở hữu cũng có thể nói là nhiều vô số kể nếu như lại phối hợp thêm với quân sĩ lây triển trận chồng lại cho dù là đại chủ yêu vương bị vây khôn cũng chỉ có một con đường trên mà thôi lãnh ngọc trinh cao giọng nói vây khốn nói thì dễ dàng như đại chủ yêu vương là thất người thanh đường hắn biên bay làm sao mà vây khổn ngươi đã từng nghe nói qua trận pháp chưa nếu như có thể dẫn thất người thanh đường vào trận pháp đừng nói là biên bay cho dù là có thể thi triển thuật động thổ cũng không được huống chi thất người thanh đường chỉ có thực lực cường đại vào ban đêm nếu như là ban ngày địa hình lại là sa mạc bảo đảm hắn có đến mà không có về bạch phâu anh ở bên cạnh cười nhạo nói nghe hai nữ nhân này ngươi một lời ta một câu cửu cát cũng đánh giá lại thực lực của các tướng đỉnh cao cấp nhân tộc thực lực của hoắc tân phong có lẽ tương đương với bạch âu anh nhưng bạch âu anh chỉ có hai bàn tay trăng hoặc tân phong thì có pháp khí có phù lục có thể không trở mặt thì tốt nhất là không nên trở mặt mông trạch tướng quân phủ khách điếm tụ hiền lâu tiểu nhị bưng một mâm gan heo lên lâu hai trong một gian phòng thượng hạng ở lầu hai rượu và thức ăn được bày đầy trên bàn khách quan ngăn heo của ngài đây còn món nào nữa không cửu cát hỏi món ăn đã lên đủ rồi à tiểu nhị nói vậy ngươi ra ngoài đi đóng cửa lại cửu cắt phân phó khách quan một bàn rượu thịt lớn như vậy mà ngài ăn một mình sao tiểu nhị kỳ quái hỏi đúng vậy ta ăn một mình vâng vâng ạ à. khi tiểu nhị rời khỏi phòng cửu cắt vỗ vào mai rùa một cái ly tiểu thúy liền hiện ra trong phòng nàng ngồi xuống cùng ăn đi ồ, ly tiểu thúy gật đầu một bàn rượu thịt hai người ăn hết một nửa số còn lại được cửu cắt gói ghém cẩn thận bỏ vào trong mai rùa nếu Bạch âu anh và lãnh ngọc trinh muốn ăn thì ăn không muốn ăn thì ném vào trong thanh đồng cổ chung cho chiều trà trùng ấp trứng là được đối mặt với một bàn đồ ăn thừa lãnh ngọc trinh không động đũa dù sao với thân phận là võ tiên nàng hoàn toàn có thể không ăn không uống điều khiến lãnh ngọc Trinh bất ngờ chính là bạch âu anh lại ăn dân ho lành chương 638, bít thủy đường khi là món cửu cát đang hấp qua nàng đều gặp lại vật tán thưởng một kích say xưa bên ngoài cửu cát tế ra tử dương lô tử dương lô trộm rãi dai tròn trong ngọn lửa đỏ rực sau khi tôi luyện trong lược cửu cát ném ra thạch xà vào trong lò muốn rút ra tiên thiên trận văn rất lâu sau cửu cát mở tử dương lô ra bên trong tử dương lô chỉ còn lại một đồng cho tàn rút tiên thiên trận văn thất bại đây không phải là do kỹ nghệ luyện khí của cửu cát có vấn đề mà là trên tầm da rắn này đã không còn tiên thiên trận văn nữa rồi rốt cuộc tiên thiên trận văn là cái gì trận văn là cái gì có lẽ trận văn không phải chỉ là những hoa văn đơn thuần mà bản thân nó đã ấn chứa một nguồn sức mạnh to lớn nào đó ví dụ như thiên tàn trận văn được cửu các khắc trong đan điển vì sao sau khi đan điển hóa thành sương mù thiên tàn trận văn vẫn tồn tại sau khi không khứu dị biến thiên tàn trận văn có thay đổi hay không cửu các đưa tay phải ra bên trong lớp bạt ngân chân nguyên một con cổ trùng to bằng nắm tay xuất hiện mũ truyền thạch hạc cổ con cổ trùng này có màu xám trắng trên thân tỏa ra hào quang màu tím nhạt lớp vỏ ngoài cứng như đá hai con mắt nhỏ giấu kín bên trong tuy rằng mũ truyền thạch hạc cổ có bề ngoài hung dữ như nó lại bân động như tượng ngô. Tự, tự đan. Con cổ trùng này đã được cửu cắt luyện hóa ngay từ khi nó mới truyền hóa. Nếu là một con ngũ truyền cổ hoang dã, với số bật ngân chân nguyên hiện có, cửu cách căn bản không cách nào luyện hóa được nó. Cửu cắt dùng tay trái vuốt ve con cổ trùng giữ tợn này, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thạch xà yêu khi còn sống có thực lực rất mạnh, sở hữu rất nhiều loại thần thông. Ít nhất là thần thông ngụy trang của nó đã bị ngươi kê thừa. Điều đó có nghĩa là tiên thiên trận văn đã ở trên người ngươi rồi. Đúng không? nếu ta dùng thủ pháp lượn khí để rút tiên thiên trận văn trên người ngươi ra không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngươi hũ truyền thạch hạt cổ dùng đôi mắt nhỏ xíu nhìn cửu cát hai mắt nhìn nhau cửu cát đột nhiên nở nụ cười nụ cười mỉa mai vành cửu cát ném ngũ truyền thạch hạt cổ vào tử dương lô như ném một hòn đá bình thường ngũ truyền cổ thì đã sao chứ dù sao thì bạch ngân chân nguyên của ta cũng không thể nào phát động được ngươi ngươi dám tỏ vẻ với ta vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác lần hóa ngươi thành cho bụi cũng ngươi tự chuốc lây Mành. một cột lửa màu đỏ rực bao trùm lấy từ dương lô rất lâu sau cửu cát thu hồi từ dương lô mọi lửa màu đỏ rực bao bọc lấy ngũ truyền thạch hạt cổ cứng như đá buổi chiều ngũ truyền thạch hạt cổ vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu không nói đến những loại thần thông khác của con thạch hạt cổ này chỉ riêng về khả năng phòng ngự bị động đã vô cùng kinh người tan truyền hỏa độc cổ căn bản không thể làm nó bị thương thậm chí còn suýt chút nữa thiêu dụi toàn bộ bạch ngân chân nguyên của cửu cát hiện tại không bằng tranh thủ thời gian chân nguy khôi phục mà đi làm việc khác đồng thời suy nghĩ xem nên xử lý cục đá này như thế nào quân tịch sử cửu các vân chưa nhận được hai ngàn quân công mà hoác tân phong đã hứa hiện tại hắn chỉ còn lại hơn 50 quân công muốn thuê phòng thượng hạng để ăn ủ linh đình là điều không thể nào xem ra chỉ có thể đến sa mạc dựng lều mà ở có điều cũng có tỉnh tốt 7 ngày nữa vân huy tướng quân hứa tử hiếu sẽ tổ chức đại hội phong tướng sắc phong cho một nhóm du kích tướng quân trong đó có tên cửu cát xen ra hành trình đến tần gia ở xa mặt chỉ có thể tạm thời gác lại theo như cửu cắt tính toán tin tức tần hải dương chết chưa thể nào truyền về tần gia nhanh như vậy được như vậy lý phượng nghỉ tất nhiên cũng chưa thể báo cáo tin tức này cho tần gia gia chủ cho dù lý phượng nghỉ có báo cho tần gia gia chủ thì cũng không sao toàn bộ ví gia mọi trừ hai tỷ muội hạ gia gia thì không còn ai là cổ tu mà tu vi cổ đạo của cửu cắt bọn họ căn bản không có cách nào điều tra ra được đến lúc đó cửu cắt sẽ trôi bỏ trách nhiệm là xong chuyện dù sao hắn cũng đường đường du kích tướng quân. Bọn họ không thể nào tùy tiện xử tử hắn được, tu vi đã đạt đến cấp bậc này, cửu cát cũng không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như trước kia. Huống hổ, Thái Hạo lâu chủ lý Thái Cương cũng là cổ tiên. Không đúng, vẫn phải giết Lý Phượng Nghi, dù sao đứa con trai mà mình sinh ra cũng là một tiểu hoàng tử được đưa ra từ trong cung. Lỡ như đả canh nhân điều tra tới, điều lui, lật lại chuyện cũ thì sẽ rất phiền phức, vẫn nên phòng ngừa chú đáo, nên giết thì vẫn phải giết, không thể vì sợ phiền phức mà bỏ qua được. Chương 639, ý tưởng mịch luyện cố chủ, vừa suy nghĩ, cửu cát vừa đi vào quân vụ sử. Quân vụ sử cho rất nhiều nhiệm vụ mới. Những nhiệm vụ này phần lớn đều là nhiệm vụ điều tra, thâm nhập vào mông trạch để điều tra, yêu cầu phải là du kích tướng quân mới được nhận. Cửu cát còn đang chờ được sắc phong, đương nhiên không có tư cách tiếp nhận những nhiệm vụ này. Hú ngủ, 7 ngày nay hắn cũng không có ý định rời khỏi đây, đương nhiên là tạm thời sẽ không nhận nhiệm vụ. Trở lại khách điểm, Cửu Cát hỏi trưởng quầy xem có thể dùng hoàng kim để thay thế quân công hay không. Dù sao trong mai dù của hắn vân còn cất giữ không ít hoàng kim, thế nhưng câu trả lời mà ta nhận được là không được, chỉ có thể dùng quân công. Cửu Cát rời khỏi khách điểm, đi về phía bích thủy đường, mong trạch tướng quân phủ được xây dựng bên trong ốc đảo, phía ngoài cùng, gần xa mạc nhất là khu chợ, tiếp đến là dân chướng, khách điểm, cửa hàng và các kiến trúc khác. Đi sâu vào bên trong là bạc vân thiên chu tháp, bích thủy đường được xây dựng bên cạnh hồ nước, lần với ốc đảo. Vân Huy tướng quân hứa tử hiếu sống trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, nơi đó cũng trung tâm của tướng quân phủ. Theo như tin tức mà cửu cát giò la được, phủ đệ của Minh Uy tướng quân hoặc Tân Phong năm nay tại Bích Thủy đường, đến Hoắc phủ, cửa lớn Hoắc phủ mở rộng. Trước cửa có hộ vệ canh gác, canh giữ ở cửa chính là hai gã võ sư thượng tam cảnh. Hai gã võ sư thấy cửu cát là người lạ mặt, một tên trong số đó liền lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào Hoắc phủ? Ta muốn cầu kiến Hoắc tướng quân." Cửu cát thành khẩn nói: tên võ sư kia dùng ánh mắt nghỉ ngơi nhìn cửu cát hỏi ngươi có ngọc bài thân phận không đương nhiên là có cửu cát đương ngọc bài thân phận ra tên võ sư kia sau khi xem xong trên mặt lộ vẻ cười nhạo hoắc tướng quân không có ở đây ngươi hãy trở lại vào ngày khác từ cát lui về sau một bước nhìn thoáng qua hoắc phủ một lần nữa sau đó mỉm cười nói Tay là hai vị không biết tại hạ tỉnh thông vọng khí thuật hoặc tướng quân rõ ràng đang ở bên trong cửu cát lấy nê hoàn cung làm thượng đan điền linh đài thanh minh những võ tướng cấp bậc như hoặc tân phong nếu không cố ý che giấu thì trên người hắn ta sẽ tự động tỏ ra khí thể cường đại có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường nhìn từ khí thế mà nói hoặc tân phong còn yêu hơn nữ võ tiên bên cạnh hoàng hậu một chút một tên giáo úi nho nhỏ như ngươi cũng dám mạnh miệng nói muốn gặp Hoặc tướng quân chẳng phải là nực cười lắm sao tên võ sư canh cổng lạnh lùng nói nghe vậy cửu cắt nhướng mày suy nghĩ xem nên đổi phó với hai con chó canh cổng này như thế nào đúng lúc này phía sau chuyển đến tiếng bước chân nặng nề của lạc đà hai vị đại nhân đây là lương thảo mà tiểu thư muôn tiểu thư phân phó chúng ta đưa thắng vào trong thương nhân rất lạc đã nói các ngươi mau vào trong đi tên hộ vệ lớn tiếng nói với thương nhân còn ngươi không được vào tên hộ vệ kia không quên cảnh cáo cửu cát một tín cửu cát cười khẩy đi đến bên cạnh một con lạc đà đưa tay vô vào lưng con lạc đà đang trở đầy cỏ khô nói thật là béo tốt sau khi vỗ xong cửu cát sai ngươi rời đi ba con lạc đà chở lương thảo đi vào hoặc phủ được quan gia dân vào mã tràng tuy gọi là mã tràng nhưng thực chất là nơi ngươi lạc đà dưới mã tràng có một cái hố lớn là đà đưa lương thảo xuống hố lớn trong góc tối dưới hố lớn có một con chuột đất to bằng gấu con đang há to miệng vạm cỏ tươi ngon lành một tiểu cô nương xinh đẹp canh giữ bên cạnh con chuột đơn vôi ve bộ lông mềm mại trên lưng nó chuột đất vừa ăn cỏ tươi vừa kêu chi chỉ vui vẻ vô cùng thoải mái ở một góc khuất mà tiểu cô nương và chuột đất không chú ý tới mấy con chiều chạch trùng chui vào bộ lông dày của chuột đơn bên ngoài hoác phủ cừu cát mỉm cười hạt giống trinh sát đã được gieo vào cơ hồ lây lại hai nhìn quân công của hắn luôn luôn có cửu cát trở lại khách điếm vào ở trong thượng phòng theo số quân công trong tay hắn còn có thể ở thêm hai ngày nữa trong hai ngày này nhân tiện nghiên cứu kỹ khối đá trong tay này một chút trong phòng ngủ cửu cát đóng chặt cửa sổ sau đó đặt mai rùa đổi diện mình lật tay một cái mũ truyền thạch hạt cổ đã nằm gọn trong tay sử dụng thủ pháp luyện khí thuần bóc tách tiên thiên trận văn của cổ trùng quả thực chính là khác thiền cầu kiêng pháp khí là pháp khí cổ trùng là cổ trùng cho dù coi cổ trùng như một công cụ nó cũng không phải là pháp khí luyện khí và luyện cổ ti có điểm tương thông nhưng cũng không giống nhau chương 640, ý tưởng miệt luyện cổ trùng cửu cát nhớ lại bốn con cổ trùng xuất hiện trong bụng con rắn trên kia tuy chúng đều là sa mạc thạch hạt nhưng hình dáng lại không giống nhau cùng là cổ trùng chuyển hóa từ sa mạc thạch hạt vì sao hình thể lại khác nhau bởi vì tiên thiên trận văn cửu cát nhau mắt lại bốn con tam truyền thạch hạt cổ kia phân biệt kê thừa bổn loại lực lượng của thạch xà yêu mà bốn loại lực lượng này thể hiện ra chính là bổn loại tiên thiên trận văn tiên thiên trận văn bản thân có hình dáng cho nên thể hiện ra chính là hình thể của bốn con tam truyền thạch hạt cổ không giống nhau lại nhìn con ngũ truyền thạch hạt cổ trong tay di dạng giống như bốn con thạch hạt cổ trồng chất lên nhau cừu các cẩn thận quan sát khối đá trong tay giống như nhìn thấy hình ảnh bốn con tam truyền thạch hạt cổ kết hợp lại với nhau bốn đạo tiên thiên trận văn đại diện cho các loại thần thông khác nhau chồng chất lên nhau giống như bốn tờ giấy trồng lên nhau mỗi tờ giấy đều có tiên thiên trận văn khác nhau chỉ cần xé bỏ một tờ giấy như vậy bốn tờ giấy sẽ biến thành ba tờ giấy bốn loại thần thông sẽ biến thành ba loại thần thông tiên thiên thần thông của ngũ truyền thạch hạt cổ giảm đi một đạm. vậy thì ngũ truyền có phải sẽ biến thành tứ truyền hay không hẳn là như vậy từ cách quan sát khối đá trong tay càng nhìn càng cảm thấy suy đoán của mình hợp lý muốn kiểm chứng suy đoán của minh kỳ thật rất đơn giản chỉ cần xé một tờ giấy ra tất nhiên sẽ rõ ràng vậy thì làm thế nào để xé giấy đây ngũ truyền thạch hạt cổ hiển nhiên là thuộc tính thổ trong nguyên lý mộc khác thổ nên dùng vật liệu thuộc tính mộc để phá hoại kết cấu của nó có thể thử dùng vật liệu thuộc tính mộc ôn hòa trước sau đó dùng vật liệu có tính công kích mạnh như thanh thực tiến hành từng bước một thử từng chút một đương nhiên có thể tìm được phương pháp tốt nhất không không thể chỉ phá hoại vừa phải phá hoại vừa phải bảo vệ mục đích là sẽ bỏ một tờ giấy chưa không phải phá hủy bổn tờ dây kết đan cần âm dương điều hòa thành đan cần ngũ hành tương sinh vừa phải tương khắc vừa phải tương sinh hỏa sinh thổ cửu cát lật tay một cái thu ngũ truyền thạch hạt cổ vào trong không khiêu hắn nói với mai rùa trên bàn để kho lấy tất cả vật liệu thuộc tính hỏa thuộc tính mộc và thuộc tính thổ ra đây rốt cuộc ngươi định làm gì bên trong mai rùa bạch ấu ẩm hỏi ta có lẽ đã tìm được phương pháp không cần dùng người sông để luyện cổ các ngươi mau giúp ta tìm vật liệu mai ra mang tất cả hoàng kim bạch ngân ra đây ta đến khu chợ xem có vật liệu nào thích hợp hay không cửu cắt đeo mai rùa vào trong mực đây cửa rời đi khu chợ tướng quân phủ lúc này đã là trạng vạo tối rất nhiều người đã nhân lúc trời tối rời đi có liều cũng có một số người trong tay còn khá nhiều hàng hóa liền trực tiếp dựng lều ngủ lại trong khu chợ ta nhớ người có không ít huân hỏa thạch để ta xem thử cửu cắt không nói hai lời liền đi lục lọi bọc đồ của thương nhân khách quan đừng có lục lọi chỗ ta mãi túi đều là mở một túi ra cho ta xem thương nhân mở một cái túi vải to băng nửa người bên trong toàn là những cục than đen xỉ cửu cắt lấy ra một cục than cầm trong tay cảm nhận được hơi nóng khách quan hơn hỏa thạch này có một đặc điểm đó chính là không thể chất quá nhiều hơn hỏa thạch chung với nhau nếu chân đầy một căn nhà nó sẽ phát nổ long trời lửa đơn lão thương nhân cố ý thần bí nói ngươi đã thử chưa ngươi thử đều chết rồi cửu cát bỏ một cục than đen xì vào trong miệng phi hơn hỏa thạch là vật liệu thuộc tính thổ hỏa thuộc tính ôn hỏa dùng để nuôi dưỡng thạch hạt cô là tốt nhất vật này tuy thuộc tính vật liệu bình thường nhưng số lượng nhiều thì cũng có thể dùng được một túi bao nhiêu nam miếng ngũ trảo kim nguyên ta lấy hai túi cửu cắt trực tiếp đưa tay vào trong ngực móc vàng một thỏi hai thỏi lão thương nhân trơ mắt nhìn cửu cắt liên tục móc vàng ra mỗi thỏi đều nặng người lượng ngươi không có ngũ trảo kim nguyên sao không có hoàng kim ngươi không cần sao cần sao lại không cần lão thương nhân cầm lây vàng thỏi cắn thử cắn từng cái một ngươi có biết vật liệu thuộc tính mộc nào không nơi này là xích hải sa mạc vật liệu thuộc tính phong thuộc tính thổ và thuộc tính hỏa không ít vật liệu thuộc tính mộc thì rất hiểm nên mông trạch có thể có nhiều một chút có điều những năm gần đây đã không còn vật liệu nào từ mông trạch tổn ra nữa có lẽ chỉ có thể dùng quân công đến quân tư sử mới có thể mua được lão thương nhân vừa cân vàng vừa nói chuyện này hiện tại ta cũng thiếu quân công cừu các nhíu mày